Trong hội trường không khí đang vô cùng náo nhiệt, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay chính là Gia Gia. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới đang ngồi trong phòng chờ. Sun U lúc này cũng đã ôm bó hoa chạy vội tới lễ đường. Sun U lao thẳng vào phòng tiến gần tới chỗ Gia Gia. Gia Gia bịt mũi vì mùi trên người anh vô cùng khó chịu. Còn Sun U cứ nhìn chằm chằm vào mặt Gia Gia như quen biết từ lâu. Gia Gia cũng bị vẻ bề ngoài điển trai của Sun U làm cho hồn bay phách lạc, nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm được mà đánh vào mặt anh một cái. Bởi vì cú đánh quá mạnh nên đã khiến Sun U chảy máu mũi. Giọt máu đỏ tươi chảy lên chiếc váy trắng tinh của Gia Gia khiến cô hét loạn lên. Sun U nhanh chóng nảy số tự tay chỉnh lại chiếc váy thật tươm tất. Bố của Gia Gia đang trên đường tới đám cưới thì nhận được tin công ty sắp bị phá sản. Ông sốc tới mức lên cơn đau tim ở hội trường. Một chàng trai đã tới báo cho mẹ chú rể tin dữ này. Bởi vì chuyện đó bà ta đã kéo tay chú rể bỏ trốn khỏi hội trường. Câu chuyện quay về thời thơ ấu của Gia Gia. Chỉ vì một chút hiểu nhầm mà người cha tưởng con gái mình là thiên tài âm nhạc. Con gái mới nứt mắt ra người bố đã thuê giáo viên piano về dạy. Nhưng bố tính không bằng cô giáo tính. Khi mới tới nhà giáo viên đã biết rằng tâm nguyện của người cha khó mà thực hiện. Cô giáo định ra về không nhận công việc này nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đồng tiền chi phối. Chỉ vì quá thiếu tiền nên cô giáo chỉ đành nhận công việc. Màn biểu diễn đầu tiên của con gái nhỏ không mấy suôn sẻ. Bởi vì không thuộc bài cho nên chỉ đánh đi đánh lại vài nốt cơ bản. Đứa bé vì quá run sợ nên đã bật khóc. Người cha vì để dỗ dành cô bé đã chủ động đứng dậy vỗ tay thật lớn. Và cũng chính nhờ có bố cô bé mới có động lực theo đuổi đam mê. Gia Gia ngày đêm luyện khổ bao nhiêu năm trời, cuối cùng cô bé cũng có cơ hội được biểu diễn vào chính ngày lễ tốt nghiệp của mình. Gia Gia ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Gia Gia đã tâm huyết tặng cho bố một ca khúc khuấy động lòng người. Nhưng ai mà ngờ đột nhiên Gia Gia lại đổi ý không theo con đường âm nhạc nữa. Gia Gia sẽ hướng cuộc đời sang hưởng thụ là chính. Cô gái dắt theo chú cún nhỏ của mình đi du lịch khắp nơi. Gia Gia đang vô cùng hưởng thụ cuộc sống. Nhưng vào một ngày không mấy đẹp trời, bố cô nói rằng mình muốn bế cháu rồi. Chàng trai này chính hôn phu của Gia Gia. Anh ta tới bệnh viện để gửi thiệp cho người bạn là bác sĩ của mình. Nhưng ai mà ngờ được mình chuẩn bị kết hôn thì bạn lại ly hôn. Chồng sắp cưới của Gia Gia nghe được tin này thì vô cùng kinh ngạc. Bên này tại một công trường thi công có một chàng trai vừa hoàn thành công việc của mình. Sun U nhận tiền lương rồi lê đôi chân mệt nhoài trên đường. Mùi hôi lao động toát ra từ người anh khiến ai nấy đều muốn tránh. Sun U đang thơ thẩn thì một chiếc xe không biết từ đâu lao thẳng vào Sun U. Hóa ra anh ta là người giao hoa bó hoa không cánh mà bay thẳng vào tay Sun U. Sun U được giao cho nhiệm vụ nhanh chóng giao bó hoa tới đám cưới. Trong hội trường không khí đang vô cùng náo nhiệt, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay chính là Gia Gia. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới đang ngồi trong phòng chờ. Sun U lúc này cũng đã ôm bó hoa chạy vội tới lễ đường. Sun U lao thẳng vào phòng tiến gần tới chỗ Gia Gia. Gia Gia bịt mũi vì mùi trên người anh vô cùng khó chịu. Còn Sun U cứ nhìn chằm chằm vào mặt Gia Gia như quen biết từ lâu. Gia Gia cũng bị vẻ bề ngoài điển trai của Sun U làm cho hồn bay phách lạc. Nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm được mà đánh vào mặt anh một cái. Bởi vì cú đánh quá mạnh nên đã khiến Sun U chảy máu mũi. Giọt máu đỏ tươi chảy lên chiếc váy trắng tinh của Gia Gia khiến cô hét loạn lên. Sun U nhanh chóng nảy số tự tay chỉnh lại chiếc váy thật tươm tất. Bố của Gia Gia đang trên đường tới đám cưới thì nhận được tin công ty sắp bị phá sản. Ông sốc tới mức lên cơn đau tim ở hội trường. Một chàng trai đã tới báo cho mẹ chú rể tin dữ này. Bởi vì chuyện đó bà ta đã kéo tay chú rể bỏ trốn khỏi hội trường. Gia Gia cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cô vội vàng chạy tới bệnh viện xem tình hình của bố mình. Nhưng đã quá muộn rồi, bố của cô vì cấp cứu chậm nên đã ra đi mãi mãi. Gia Gia suy sụp ngồi bên ngoài khóc lóc. Thư ký già tới gặp Gia Gia rồi đưa cho cô một túi tiền và chìa khóa xe. Thư ký già bảo Gia Gia hãy trốn khỏi nơi này nhanh vì con nợ của bố cô đang truy đuổi cô. Gia Gia về nhà thì thấy đồ đạc trong nhà đã bị niêm phong hết cả. Ngay cả cây đàn piano của cô cũng không thoát khỏi tờ giấy dán màu đỏ. Gia Gia ngồi xuống bắt đầu từng phím đàn. Âm thanh da diết như cứa thẳng vào da thịt của cô. Ở nơi khác, hai tên đầu trâu mặt ngựa đang có ý đồ đột nhập vào nơi ở của Sun U. Nhưng Sun U trời ban cho đôi tai thính anh đã leo xuống dưới bằng thang dây. Cứ như thế Sun U thành công trốn thoát khỏi tay của mấy tên côn đồ. Sun U chạy trốn thế nào lại tới gần nhà Gia Gia. Tiếng đàn da diết của Gia Gia đã khiến Sun U vô cùng cảm động. Sun U hiện giờ không còn nơi nào để đi nữa. Anh chỉ đành ngồi tạm ở một bến xe. Đó chính là thành phố đầy mộng mơ và lãng mạn. Bên này bác sĩ cũng đang xách ba lô lên và đi. Tại một khu nghỉ dưỡng, hai mẹ con chồng sắp cưới của Gia Gia đang tận hưởng cuộc sống. Gia Gia vừa gọi điện đến liền bị mẹ của anh ta thẳng thừng cúp máy. Vì hắn ta là con trai cưng cho nên không dám cãi lời mẹ mình. Vì không còn nơi nào để đi, Gia Gia chỉ đành thuê nhà ở. Rất nhanh cô đã ký hợp đồng thuê nhà với bên môi giới và dùng 100 triệu won do thư ký của bố cô đưa cho để thanh toán toàn bộ số tiền. Sau khi chuyển đến nhà mới đang ngồi lướt điện thoại, đột nhiên Gia Gia nhìn thấy một tài khoản tên đồ đồ son son la la son đã bình luận dưới tài khoản mạng xã hội của mình, nói với cô rằng nếu cô đang cảm thấy cô đơn, cô có thể đến thành phố trong hình. Một tháng sau, thêm một nhân viên môi giới bất động sản khác bất ngờ đến xem nhà. Lúc này Gia Gia mới biết mình đã bị lừa. Trong lòng tức, anh ách chạy đến bên ngoài công ty môi giới đã ký hợp đồng với mình. Khi tới nơi, Gia Gia mới phát hiện ra cũng có rất nhiều người bị lừa như mình. Gia Gia lấy hợp đồng ra hỏi người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ nói với Gia Gia rằng họ đã bị lừa rồi. Từ ngày hôm đó đã có rất nhiều người không còn nơi nào để đi. Gia Gia không còn nơi nào để đi ôm chú cún tới phần mộ của bố mẹ mình. Ruột gan Gia Gia đang kêu không ngừng. Gia Gia thậm chí còn nếm thử thức ăn của chú cún con.
nhưng người thì làm sao ăn được thức ăn của cún chứ? Gia Gia trong lúc khó khăn đột nhiên nhớ tới người đã bình luận trong bài viết của mình. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên người này nói không chừng chính là người quen của cô, hiện giờ có thể trở thành chỗ dựa cho cô. Vậy là cô đã mang theo chú cún bắt xe đi đến thành phố trong bức ảnh. Trên đường đi đến thành phố Hy Vọng, chú cún còn bỗng nhiên xuất hiện biểu hiện khác lạ. Gia Gia vì mải để ý chú cún suýt chút nữa thì va phải San U đang đạp xe. Gia Gia mất lái xoay vô lăng nhưng cuối cùng vẫn khiến San U ngã lăn ra đất. Còn bản thân vì va chạm mạnh nên đã ngất đi. San U đau đớn đi tới xem tình hình của chủ xe. Anh bàng hoàng ngơ ngác vì chủ xe chính là Gia Gia. San U tức tốc gọi xe cấp cứu cho Gia Gia. Rất nhanh sau đó xe cấp cứu đã đưa cả Gia Gia và San U cùng đi đến bệnh viện. Bác sĩ phụ trách trùng hợp lại chính là bác sĩ cha vừa mới chuyển đến đây không lâu. San U đã tự xử lý vết thương của mình. San U tới phòng bệnh xem tình hình sức khỏe hiện giờ của Gia Gia. Gia Gia tỉnh dậy hốt hoảng khi thấy mình đang ở bệnh viện. Gia Gia nhìn chàng trai khôi ngô bên cạnh mình. Khi không thấy chú chó yêu quý của mình đâu, Gia Gia liền bật khóc. San U bên cạnh ân cần giúp Gia Gia lau hàng nước mắt. Bác sĩ cha thông báo với Gia Gia một tin. Cánh tay phải của cô đang bị thương rất nặng, ít nhất phải bó bột 3 tuần. Buổi tối Gia Gia định bụng sẽ tìm đồ đồ son son la la son đến giúp đỡ mình. Nhưng không ngờ đối phương lại đang đi công tác mất rồi. Gia Gia đến tận đây để tìm sự giúp đỡ nhưng không ngờ đối phương lại đang đi công tác. Gia Gia bất lực quá lại bật khóc thành tiếng. San U bên cạnh giúp cô lau nước mắt nước mũi. Bình tĩnh lại, Gia Gia mới quay sang hỏi San U, anh ở đây làm gì sao không về đi? San U thẳng thắn trả lời, tôi ngồi đây là để cô bồi thường chứ còn gì nữa. Nể tình anh chỉ thu tiền chiếc xe đạp và phí tổn thất tinh thần là được. Nhưng ai mà ngờ rằng Gia Gia bây giờ nghèo hơn chị Dậu, thậm chí cô còn đang định vay tiền của anh. Sau đó San U đưa Gia Gia về giường bệnh. Sau khi chuẩn bị rời đi, Gia Gia lại nhờ anh một đống việc, nào là đút nước, kéo rèm cửa, lấy gối đầu vân vân. Gia Gia làm như vậy cũng chỉ vì muốn San U ở lại đây với mình. Cuối cùng không biết vì gì San U đã đồng ý ở lại với Gia Gia. Sáng hôm sau phòng bệnh có một cô bé mới chuyển đến. Mẹ của cô bé tò mò hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì. Sau khi hỏi ra mới biết hai người chẳng có quan hệ gì cả. Đơn giản chỉ là quan hệ của chủ nợ và con nợ mà thôi. Đúng lúc này bác sĩ cha vào phòng khám lại cho cô bé. Mẹ cô bé vô cùng lo lắng việc tay cô bé bị thương sẽ làm ảnh hưởng chuyện chơi piano. Gia Gia vừa nghe vậy liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô giang cánh tay biểu diễn piano trước mặt mọi người. Nhưng cách cô ấy duỗi tay ra vì bị thương phải bó bột, khiến cô hệt như một thây ma đang chơi đàn. San U vội vàng ngăn màn biểu diễn đàn piano của cô lại. Bác sĩ cha tới kiểm tra tốc độ hồi phục của Gia Gia. Cô nói rằng bản thân mình không ngủ được. Nữ y tá và San U cùng nhớ lại cảnh tượng cô gái rung trần nhà đêm qua, mà cạn lời không biết phải nói gì. Hôm nay ca phẫu thuật của chú cún cũng được diễn ra rất thuận lợi. Bác sĩ thú y đã yêu cầu San U phải trả một khoản tiền lớn. Gia Gia nghiện thanh toán các hóa đơn chỉ biết mỉm cười và nói rằng San U hãy giúp cô trả trước. Đợi tới khi nào Gia Gia xuất viện bán xe sẽ hoàn trả hết. Mẹ cô bé ở giường đối diện thấy vậy liền nghĩ Gia Gia là một kẻ lừa đảo. Lúc này vị hôn phu của Gia Gia đã tới tìm bạn thân để hỏi thăm về tình hình của Gia Gia. Bạn thân của Gia Gia trả lời rằng anh không cần phải quan tâm. Gia Gia kiên cường hơn anh nghĩ nhiều. Ở bệnh viện San U đang chăm sóc tận tình cho Gia Gia. Gia Gia đang thưởng thức bữa ăn với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Gia Gia được voi đòi hai bà trưng, cô đòi hết thứ này tới thứ khác. Đương nhiên tất cả những việc đó San U đều ghi vào sổ, bởi vì bây giờ còn phải nuôi thêm một người nữa. San U chỉ đành làm thêm rất nhiều công việc. Cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc đâu đâu cũng thấy bóng dáng Sun Gu đang làm việc. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, tối tới San U trở về ngôi nhà của mình. Cô bé học sinh cấp 3 thích anh từ lâu đã tìm đến tận cửa. Cô gái tỏ ra vô cùng quan tâm mà hỏi thăm anh, còn lấy ra một tờ rơi quảng cáo việc làm bán thời gian. Nghe nói làm việc 3 ngày 2 đêm thì sẽ có thể nhận được 500.000 won. San U đang cần rất nhiều tiền để có thể nuôi được cả Gia Gia nên có chút do dự. Đã 2 ngày trôi qua nhưng Gia Gia vẫn chưa thể liên lạc với San U. Mẹ của cô bé nói rằng rất có thể San U đã bỏ trốn rồi. Gia Gia nghe thấy thế thì không khỏi buồn bã. Người phụ nữ lại tiếp tục phân tích. Tôi nhìn cô rất giống người không thể trả tiền. Cậu ta không nói không rằng mà bỏ đi như vậy chắc chắn là đang bỏ trốn. Chắc chắn hắn ta nghĩ rằng cô không thể trả nợ được đó. Nghe được những lời này, mắt của Gia Gia bắt đầu ngấn lệ. Người phụ nữ thấy Gia Gia như thế thì cười nói rằng mình đang đùa thôi, sao lại nhạy cảm thế chứ. Cũng chỉ vì thấy Gia Gia quá ngây thơ nên chị ta đùa chút cho vui thôi mà. Gia Gia đang đi bộ quanh bệnh viện cho khuây khỏa. Vừa ra ngoài thì thấy một ban nhạc đang biểu diễn, trong đó có cả biểu diễn đánh đàn piano. Gia Gia bắt đầu nhớ về những lời giáo viên dạy đàn của mình đã từng nói. Gia Gia à, khi nào cảm thấy buồn thì hãy chơi đàn piano nhé. Em sẽ nhận được nguồn sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng được từ âm nhạc. Lúc này San U vẫn còn đang mắc kẹt trong tổ chức MLM. Anh đứng dậy rời đi nhưng đã lại xảy ra tranh chấp cùng với bảo vệ, cuối cùng đã bị kéo đi. Trong lúc đó Gia Gia trong bệnh viện đang đơn độc một mình ngồi trên giường bệnh. Bé gái cùng phòng hôm nay cũng đã được xuất viện. Gia Gia ngồi đợi mỏi mắt nhưng vẫn không thấy San U xuất hiện. Đang thơ thẩn, đầu của Gia Gia ngứa như có cháy. Gia Gia loay hoay mãi không gãi đầu được, chân tay loạng choạng làm rơi cả chiếc ly xuống đất. Cô muốn xuống giường nhặt cốc nước lên nhưng không may trượt chân ngã ủỳnh một cái xuống đất. Vốn dĩ đã đang ấm ức trong người, Gia Gia không chịu được mà khóc toáng lên. Bác sĩ cha đang đi ở hành lang nghe thấy tiếng khóc thì liền chạy tới. Anh hỏi Gia Gia làm sao lại khóc thế. Gia Gia ấm ức nói rằng do đầu ngứa quá mà không gãi được nên khóc. Bác sĩ cha không còn cách nào khác chỉ đành đưa tay lên gãi đầu cho Gia Gia.
Gia vừa khóc nức nở vừa chỉ cho bác sĩ cha chỗ ngứa của mình. Bác sĩ cha nhìn bộ dạng lúc này của Gia thì bật cười thành tiếng. Sunwoo vừa quay lại nhìn thấy hai người đang tình cảm với nhau có chút nóng mắt. Sunwoo anh dìu Gia dậy rồi hai người cùng nhau lên đỉnh núi. Hai người cùng nhau ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn thành phố về đêm. Ngắm nhìn thành phố đã khiến tâm trạng của Gia thoải mái hơn bao giờ hết. Lúc này cô cũng đã chấp nhận mở lòng với Sunwoo. Gia tâm sự với đối phương tại sao mình lại không tổ chức đám cưới nữa. Bởi vì ngày hôm đó công ty của bố cô đã bị phá sản. Điều kiện kinh tế của nhà cô không thể nào đáp ứng được nhà trai. Mẹ chú rể thấy thế đã dắt theo con trai của mình cao chạy xa bay. Sunwoo tức giận không tin rằng trên đời còn có kẻ cặn bã như thế. Nhưng Gia cũng nói mình chỉ nghe theo sự sắp đặt của bố mà thôi. Sunwoo nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt mình. Sunwoo hiểu rõ hiện giờ Gia chẳng còn nơi nào để đi cả. Sunwoo đã đẹp trai lại còn chu đáo giúp Gia gội đầu. Gia nằm quan sát đối phương đang gội đầu cho mình. Cô cảm thấy Sunwoo rất đẹp trai như siêu sao vậy. Anh đúng là một chàng trai đẹp không góc chết mà. Sunwoo ngượng ngùng vội lấy chiếc khăn che lên khuôn mặt của cô. Một thời gian sau cánh tay của Gia đã được tháo bột. Mà xuất viện thì cần có chỗ ở. Sunwoo chủ động nói muốn tìm chỗ ở cho Gia. Gia vừa ra khỏi bệnh viện thì tới chỗ làm của Sunwoo đợi anh. Định bụng đợi anh tan làm rồi hai người sẽ cùng nhau về nhà. Nhưng Gia chỉ chăm chú nhìn mỗi một mình anh, khiến cho Sunwoo không thể nào tập trung tinh thần làm việc được. Anh chỉ đành viết cho cô địa chỉ một tiệm làm tóc gần đó rồi bảo cô hãy đi đến đó đợi mình. Bên ngoài cửa tiệm Gia vô tình đụng phải bác sĩ cha. Tờ giấy trong tay cô cũng cuốn theo gió bay. Bác sĩ cha đã nhặt tờ giấy lên rồi đưa nó lại cho Gia. Bác sĩ cha cũng nhớ rằng Gia đã từng nói mình không có nhà. Bỗng dưng Gia có nơi ở như vậy khiến anh có chút nghi ngờ. Gia bước vào trong tiệm làm tóc. Bà chủ quán tóc thấy từ đầu tới chân Gia toàn là đồ hiệu. Bà ta tưởng rằng mình đã vớ được khách sộp. Sau khi Gia nói rằng mình không có một xu dính túi, mẹ của Ha Yong hào phóng nói rằng có thể cho cô ghi nợ. Bà chủ cửa hàng hào hứng bắt đầu làm tóc cho Gia. Ha Yong vừa vào đến cửa thấy bà chị này đang ghi nợ mẹ của mình thì tức giận vô cùng. Gia không hiểu chuyện gì ngồi im ngơ ngác nghe Ha Yong chất vấn. May mắn thay Sunwoo đã kịp thời xuất hiện cứu Gia một phen. Hóa ra ban nãy Sunwoo chỉ Gia đến ngôi nhà bên cạnh tiệm làm tóc. Nhưng điều khiến Gia bất ngờ là căn nhà chỉ có một chiếc giường. Sunwoo nói hai mình có thể ngủ chung cho ấm. Gia đứng đơ một lúc may mà Sunwoo chỉ đang nói đùa thôi. Nhìn ngôi nhà chật hẹp cũ kỹ trước mắt Gia không ngờ rằng lại có người sống được ở đây. Sau đó Sunwoo đi tắm cho mát chứ khao khát gì đâu. Nhưng đang tắm đột nhiên nhà bị hết nước. Sunwoo ngó đầu ra ngoài định nhờ Gia cho mình chai nước khoáng. Nhưng Gia đã ngủ vắt lưỡi từ khi nào rồi. Vì không còn cách nào khác Sunwoo đành đi ra ngoài lấy nước. Không hiểu tay chân kiểu gì mà làm rơi chai nước xuống gầm giường. Sunwoo rón rén bước tới chỗ Gia để lấy chai nước. Nhưng đen đủi thay tiếng động nhỏ cũng đã khiến Gia tỉnh giấc. Gia nhìn thấy người đàn ông trần như nhộng trước mặt mình thì hoảng hốt hét lớn. Bác sĩ cha đi ngang qua cũng bị tiếng hét kéo vào đây. Ha Yong ở ngay nhà bên cũng nhanh chân chạy sang xem có chuyện gì. Hai người vừa đi vào liền thấy Sunwoo đang cởi trần ngồi gần sát Gia. Trước tình hình này cặp đôi nam thanh nữ tú cũng không biết phải giải thích như nào. Hai người không hiểu gì còn tưởng họ đang chuẩn bị làm gì bậy bạ. Sau một hồi lùng xùng cuối cùng bốn người đã bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ha Yong nói rằng làm sao để một đôi nam nữ ở chung một phòng như vậy chứ. Cô bé đề nghị Gia cứ chuyển đến phòng của mình ở. Gia cũng không có lý do gì để từ chối. Vậy là Ha Yong kéo vali đi trước Gia lẽo đẽo theo sau cùng về nhà mới. Ha Yong kể cho Gia chuyện căn nhà Sunwoo đang ở không phải của anh. Năm đó khi ông lão đang bị tai nạn nằm thoi thóp trên đường, Sunwoo chàng trai tốt bụng đã không ngần ngại giúp ông lão. Vì lòng tốt của anh, ông lão đã tặng cho Sunwoo căn nhà. Còn bây giờ là lúc hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Sau cuộc trò chuyện, bác sĩ cha mới biết được rằng Sunwoo và Gia đã quen nhau từ hôn lễ của cô. Sunwoo hóa ra vì quá thương cho hoàn cảnh của Gia nên mới ra tay giúp đỡ. Vừa về tới nhà mẹ của Ha Yong cảm thấy vô cùng tức giận. Bởi vì con gái đã mang một cục nợ về mà không xin phép, Gia đã nói rằng mình sẽ hoàn trả lại tiền nhà khi kiếm được việc. Nhưng mẹ Ha Yong thì thấy cô đang muốn ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó bà ấy còn gán cho Gia cái biệt danh vô cùng khó chịu. Gia nghe xong có chút khó chịu nên đã xách vali và đi. Ha Yong nói cho Sunwoo và bác sĩ cha biết chuyện Gia đã bỏ đi. Hai chàng trai lo lắng nên đã chạy khắp nơi trong đêm tìm cô. Gia bên này đang ngồi một mình thơ thẩn ngắm bầu trời đêm. Phía xa xa Sunwoo đạp xe tiến về phía cô. Gia nhìn thấy Sunwoo thì xúc động lao về phía anh. Gia ấm ức nói mình mệt mỏi lắm và cầu xin Sunwoo đừng rời xa cô. Sunwoo lại còn tưởng rằng Gia đang có ý gì với mình. Nhưng thật ra ngoài Sunwoo thì chẳng có ai chịu cho cô mượn tiền. Sau đó Sunwoo đưa Gia tới nhà của Ha Yong. Sunwoo còn đảm bảo rằng mình sẽ giúp Gia trả tiền nhà. Mẹ Ha Yong sắp xếp cho cô một phòng ngủ. Lúc này Ha Yong cũng đã tìm được mạng xã hội của Gia. Ha Yong nghĩ rằng Gia đúng là một người có tiền. Nhưng người mẹ lại nói có khi Gia chỉ đang làm màu mà thôi. Sunwoo ở bên cạnh bao biện cô chỉ là một người bình thường. Với tâm cơ lương thiện không lừa ai bao giờ đâu. Nghe lời nói của Sunwoo, hai mẹ con cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Gia vào phòng cũng khá lâu nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì. Vì quá lo lắng sợ rằng vì nghèo quá nhanh mà Gia nghĩ không thông. Ba người đứng ngoài cửa mãi nhưng không thấy gì. Vì vậy đã đẩy cửa xông vào trong. Nhưng sự thật là Gia chỉ đang nằm nghỉ một chút thôi. Người mẹ thấy thế vừa an tâm vừa cạn lời. Không ngờ ở hoàn cảnh này mà Gia vẫn còn ngủ được. Gia than vãn rằng mình đang rất áp lực vì đồng tiền.
nhưng mới nói được vài câu đã lăn đùng ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, Zaza mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, cô được gặp lại giáo viên piano của mình. Cô ấy là một người rất khắt khe, luôn luôn có những nguyên tắc kỳ quái với Zaza. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cũng đang bao trùm lấy Zaza. Zaza được giáo viên piano của mình truyền cảm hứng mãnh liệt. Zaza mong muốn trở thành một giáo viên piano ưu tú. Cô gái tỉnh dậy đang chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ngon lành, nhưng mái tóc bồng bềnh đã cản trở không cho cô ăn sáng. Ha Yong ở đối diện không chịu được liền tiến lên giúp Zaza cột tóc. Zaza chẳng được nước dưa cà gì ngoài cái miệng ngọt xớt. Hết khen con gái khéo tay, Zaza lại khen mẹ Ha Yong nấu ăn rất ngon. Mẹ Ha Yong nghe vậy thì mát lòng mát dạ, vì bản thân cô cũng là người ưu tú cộng với mồm miệng khéo léo. Zaza dễ dàng xin được một công việc. Zaza vui vẻ đem chuyện này kể cho mẹ của Ha Yong. Câu chuyện của Zaza đã thu hút được sự chú ý của những vị khách ở đó. Mọi người cùng nhau tám chuyện về cuộc đời của Zaza. Mấy bà thím cho rằng đây chắc chắn là âm mưu của tên thư ký, nhưng Zaza thì lại kiên định cho rằng ông ấy là một người tốt. Đáng tiếc những gì Zaza ngược lại với thực tế, tên thư ký đều cáng đang ngồi trên thuyền hưởng thụ cuộc sống. Lúc này phu nhân của viện trưởng đang hỏi thăm về tung tích của San U. Hai tên côn đồ trước đây đuổi bắt San U cũng là do một tay bà phái tới. Bà nhận được tin San U đã chuyển đến một thành phố mới. Phu nhân viện trưởng ném một xấp tiền cho người đàn ông, quyết liệt ra lệnh cho người đàn ông tìm được San U trước khi viện trưởng trở về nước. Nếu không thì anh ta biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đó. Zaza trong nhà vô tình phát hiện bức ảnh của San U và bạn anh chụp chung. San U nhìn thấy Zaza cầm bức ảnh thì vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ vô số tội của Zaza thì anh lại không lỡ trách mắng. San U hỏi Zaza về chuyện công việc của cô. Zaza đã cũng kể cho San U biết mình đã tìm được việc rồi. Ở một quán nọ, vợ cũ của bác sĩ cha đang nói chuyện với bạn của mình. Người bạn đoán rằng bác sĩ cha đang mắc căn bệnh khó nói nào đó, không ngờ rằng bác sĩ cha đang uống thuốc thật. Nhưng khi y tá hỏi anh đang uống thuốc gì vậy, bác sĩ cha lại trả lời rằng mình chỉ đang uống thuốc bổ mà thôi. San U đang phát tờ rơi trên đường phố. Zaza ăn vận kín mít theo dõi San U. Sau khi bị phát hiện, Zaza nói rằng mình chỉ tiện đường đi ngang qua đây mà thôi. Thậm chí cô còn đòi dùng thử mỹ phẩm. Ca sau, San U làm ở một quán ăn đồ Âu. Zaza rảnh rỗi không có việc gì làm theo chân anh tới tận đây. Ha Yong và bạn học cũng đã tới đây để ăn. Ba người vừa ăn vừa nhìn chằm chằm San U khiến anh không thể tập trung làm việc. Ba người bắt đầu ngồi bàn tán không biết trước đây San U học ngành gì. Bởi vì San U thành thạo rất nhiều thứ từ toán học ngoại ngữ. Nhưng ai mà ngờ San U nói rằng mình chỉ có bằng cấp 2. Hôm nay chú cún cưng của Zaza đã được xuất viện, cô mang chú cún về nhà. Nhưng họ không thể nuôi ở đây được vì mẹ của Ha Yong bị dị ứng lông chó. San U không còn cách nào khác đành ôm chú cún về nhà mình. Zaza thì không lỡ xa chú cún nên đã đi theo San U. Nhưng nam nữ thụ bất thân làm sao có thể ở chung cả đêm được chứ. San U đưa Zaza quay ngược lại nhà của Ha Yong. Zaza than vãn rằng nếu như nhà San U có 2 phòng ngủ thì mình sẽ được về đó ở rồi. Vì câu nói vu vơ của Zaza mà San U bắt đầu thiết kế căn phòng. Hôm nay chính là ngày cục bột trên tay Zaza được tháo bỏ. Trước khi về, bác sĩ dặn cô hãy hạn chế sử dụng tay trái ít nhất có thể. Zaza tung tăng chạy đến báo cho San U về tin vui này của mình. Nhưng lúc đi vào thì lại thấy Mimi đã tè bậy ra giường. Hai người chỉ đành mang chăn gối ra quán giặt. Hai người ngồi đợi giặt đồ bắt đầu tâm sự với nhau. Zaza kể rằng ban đầu mình không thích đánh đàn cho lắm, nhưng sau bữa rồi mất cây đàn piano thì cô lại cảm thấy nhớ nó. San U cũng hiểu được tầm quan trọng của cây đàn đối với Zaza. Nói chuyện với San U, Zaza như được an ủi hơn rất nhiều. Lúc sau, Zaza như được thức tỉnh nhìn chằm chằm vào San U. Bởi vì bây giờ cánh tay của Zaza đã lành lặn, ba người đưa cô tới cây đàn piano công cộng để thưởng thức âm thanh diệu kỳ của cây đàn. Nhưng hình như đôi tay không nghe theo não bộ của Zaza nữa rồi, vừa chạm vào đã cảm thấy vô cùng đau nhức. Đúng lúc này bác sĩ cha đi qua nhìn thấy Zaza đang đánh đàn. Rõ ràng là anh đã dặn cô không được vận động quá mạnh trong thời gian này rồi mà. San U thấy vẻ mặt đang gắng gượng của Zaza nên cũng nắm lấy bàn tay của cô. Kể từ ngày hôm đó, tối nào Zaza cũng một mình tới chỗ cây đàn đó để luyện tập. Vì quá lo lắng khi thấy Zaza đi một mình nên anh đã đi theo bảo vệ cô. San U còn có ý định dồn tiền mua cho cô một cây đàn. San U đang định tan làm sẽ đi theo Zaza, nhưng lại nhận được lịch tăng ca đột xuất. Zaza đang luyện đàn thì một ông lão đẩy một chiếc xe phế thải tiến lại gần. Vì sợ ông lão là người xấu nên Zaza đã quay người bỏ chạy. Nhưng hóa ra ông lão chỉ muốn nghe tiếng đàn của Zaza. Zaza đánh đàn, ông lão ngồi bên cạnh thưởng thức với nụ cười nhân hậu. Thì ra đây chính là bản nhạc mà người vợ của ông yêu thích nhất. Nước mắt của ông lão bất giác rơi. Zaza thấy vậy cũng thấy vô cùng cảm động. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nghe cô đánh đàn mà bật khóc. Zaza đem câu chuyện này kể cho San U. San U bảo Zaza ngày mai hãy tới nhà mình một chuyến, anh có bất ngờ dành cho cô. Điện thoại vừa ngắt, hai người ngước nhìn lên bầu trời sao. Bác sĩ cha lúc này đang tiến về chỗ của San U. San U lục lại ký ức, nhớ ra anh chính là người mà mình thường xuyên gặp ở nơi làm việc. Anh nghi ngờ rằng đối phương đang rình rập mình. Bác sĩ cha cũng đã nắm được tâm lý của San U. Hôm nay là ngày đầu tiên Zaza đi làm, nhưng khi tới nơi phụ huynh học sinh lại thông báo không tuyển giáo viên nữa. Sau khi nghe được thông báo này của phụ huynh học sinh, tâm trạng của Zaza xuống dốc không phanh. Zaza đi về với vẻ mặt ỉu như bánh đa gặp nước. Cô cảm thấy mất mặt vô cùng, muốn lẩn trốn thế giới. Nhưng San U sớm đã thấy Zaza trốn sau cây cột điện. Zaza lúc này cũng không giấu giếm nữa mà nói với San U tin mình đã bị mất việc. Nói xong thì chạy một mạch vào nhà của San U mà không quay đầu nhìn lại.
Vừa vào, Zaza bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt. Sun U đã thiết kế cho Zaza một chỗ ở của riêng mình. Zaza nở nụ cười rạng rỡ khen sự sáng tạo của Sun U. Vì không kiềm được niềm vui, suýt chút nữa Zaza đã ôm chầm lấy Sun U. Vừa hay lúc này nhân viên vận chuyển đã mang tới một chiếc đàn piano. Sun U ngơ ngác vì anh đâu có mua món quà này đâu. Zaza mở điện thoại ra thì biết được đó là do người bạn đồ Son La Son ở trên mạng mua tặng cho cô. Nhưng điều kỳ lạ là sao người bạn đó lại biết được địa chỉ nhà cô chứ? Sun U hoang mang đi tìm địa chỉ của người gửi khắp nơi. Còn Zaza thì đang hào hứng vuốt ve cây đàn. Cô định là cứ chơi trước, khi nào gặp được thì cảm ơn sau. Buổi tối hôm đó, khi đang nói chuyện với hai mẹ con Ha Yeong, Zaza kể cho hai mẹ con chuyện mà mình đã gặp phải hôm nay. Hai mẹ con định mở một lớp học piano tại nhà cho Zaza. Bác sĩ cha được mời đã đến tiệm làm tóc từ sáng sớm. Mẹ của Ha Yeong nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh thì như bị hút hồn. Bác sĩ cha hôm nay tới đây là để tút tát lại khuôn mặt đẹp trai của mình. Lúc sau Ha Yeong đi có việc về, nhìn thấy bác sĩ cha, cô bé liền phô với mẹ mình chuyện bác sĩ cha thường xuyên lui tới cửa hàng. Bác sĩ cha liền giải thích rằng hôm đó mình vì lo lắng cho Zaza nên mới lần theo địa chỉ tới đây. Sau đó đám người ăn vận lịch sự đi tới học viện Zaza. Mọi người mỗi người một chân một tay sắp xếp lại căn phòng mới tinh. Bác sĩ cha đến gần Sun U cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho Zaza. Anh ta còn thắc mắc có phải Sun U làm như vậy là vì thương hại cho Zaza đúng không? Dĩ nhiên không phải, đó là ý đồ của Sun U nên anh đã phản bác lại. Zaza bên ngoài tươi cười giới thiệu cho mọi người về lớp học của cô. Ống kính quay về phía xa xa, có một người mặc vest thần bí đang nhìn nhạc viện. Sau khi mọi người đi về hết, Zaza khen món quà bác sĩ tặng mình thật đẹp. Sun U mới nghe tới đó đã thấy không vui. Sun U kiếm cớ bảo Zaza hãy đứng dậy giúp mình dọn dẹp căn nhà. Zaza lại còn trả treo ngồi xuống đánh đàn bài Tôi Nhớ Em. Sun U chê Zaza đúng là đồ rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng tiếng đàn vừa cất lên như tiếp thêm động lực làm việc cho Sun U. Buổi tối hôm đó, mẹ Ha Yeong đang đi bộ về nhà. Đột nhiên bà có cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Bà nhanh chân ôm túi trốn vào một góc tường. Khi chuẩn bị tấn công đối phương thì đột nhiên bác sĩ cha tiến lên đỡ lấy thắt lưng cô. Hóa ra đây chính là đường về nhà của bác sĩ cha. Hai người là hàng xóm cùng khu nhưng mẹ Ha Yeong không biết. Zaza bên này đang sắp xếp căn phòng xinh đẹp của mình. Zaza khoe với Sun U bộ ấm trà xinh đẹp mà bố mẹ cô đã để lại. Cô còn khoe với Sun U sau này cô nhất định sẽ dùng nó với chồng của mình. Zaza thắc mắc hỏi bố mẹ của Sun U ở đâu đang làm gì. Sun U buồn bã cúi mặt nói mình là trẻ mồ côi. Zaza nhoẻn miệng cười nói sau này anh hãy cứ coi tôi là người nhà đi. Sun U trong lòng thì muốn nhưng miệng lại nói rằng mình không cần người nhà. Một ngày thật tuyệt đẹp lại bắt đầu. Zaza đi phát tờ rơi thì gặp bác sĩ cha đang đứng đợi cô ở cửa nhà. Vậy là hai người cùng nhau đi phát tờ rơi. Zaza phụ trách khu vực trường học. Nhưng tới rồi Zaza mới phát hiện ra đứa trẻ nào cũng có lớp học piano rồi. Chúng tới tìm Zaza cũng chỉ là muốn có quà tặng kèm. Zaza thấy thầy giáo taekwondo thì tới hỏi mới biết được. Học sinh bây giờ đều học lớp năng khiếu ở một chỗ. Sau một buổi sáng làm việc vất vả, bác sĩ cha mời Zaza ăn cơm. Vì đói nên Zaza ăn trông rất nhiệt tình. Sun U gọi điện hỏi han tình hình thì biết Zaza và bác sĩ cha đang ở cùng một chỗ. Sun U thấy hai người ở với nhau thì cảm thấy không vui. Anh lập tức cúp máy nhìn túi đồ ăn trên tay. Đây là món ăn mà anh cất công mua cho Zaza. Bác sĩ cha ở bên cạnh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nói với Zaza chuyện mà anh ấy làm được thì anh cũng làm được. Zaza nói rằng khi ở cùng Sun U mình cảm thấy rất thoải mái. Nếu như Sun U dọn dẹp cô vẫn có thể ngồi chơi đàn. Nhưng ngược lại mà là bác sĩ cha cô sẽ không thoải mái làm thế. Bác sĩ cha nghe Zaza ví dụ như thế liền cảm thấy cạn lời. Không biết là Sun U đã nuông chiều cô đến mức nào mà cô lại nói thế. Chuyển cảnh tới một bãi biển, cô gái này đang chạy bộ. Đột nhiên cô thấy một thi thể đang nổi lình đình dưới nước. Rất nhanh nhân viên pháp y đã tới hiện trường. Theo kết quả cho thấy người đó đã qua đời được hơn tháng rồi. Giấy tờ tùy thân cũng đã bị nước ngấm. Trên chứng minh thư của nạn nhân chỉ còn nhìn rõ chữ Jun. Họ thông qua số chứng minh thư thì biết được tin người này 6 tháng trước đã bỏ nhà ra đi. Thi thể này được nghi ngờ là con trai của phu nhân viện trưởng. Rất nhanh bà đã nhận được điện thoại của cảnh sát. Bà phu nhân đau đớn vì được mời tới xác nhận thi thể. Zaza cười ngờ nghịch, đúng là mình chưa hiểu lắm về con người Sun U. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh ấy nên cô không can dự. Mấy bà thím đang ngồi buôn dưa lê trong tiệm làm tóc. Họ bàn nhau Sun U có vẻ như rất ghét chụp ảnh. Trước đó vào một lần anh đang chơi bóng rổ, con trai của bà thấy hay quay lại thì bị Sun U giật lấy rồi xóa nó đi. Mọi người bàn tán ác miệng là Sun U có thể đang chạy trốn vì phạm tội. Sun U đang làm tại cửa hàng mỹ phẩm soi qua gương thì phát hiện có người đang theo dõi mình. Sun U nhìn đối phương với ánh mắt cảnh giác. Bởi vì sự ngượng ngùng của Zaza, bác sĩ cha đã đưa cô về nhà. Bác sĩ cha còn nói mình sẽ mời cô ăn cơm tới khi nào anh hết ngại thì thôi. Còn chưa đợi Zaza đồng ý, anh đã trực tiếp quay người rời đi. Lúc này Zaza cũng đã phát hiện ra món quà mà Sun U tặng mình. Sun U bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra là rất quan tâm đến Zaza. Anh quan tâm đến Zaza từ những chi tiết nhỏ nhất. Sáng sớm hôm sau, Ha Yeong trang điểm và làm tóc xinh đẹp cho Zaza. Mẹ của Ha Yeong thì đặc biệt chuẩn bị cho cô một bữa sáng dinh dưỡng. Hôm nay lại là một ngày Zaza mệt nhoài với công việc dán quảng cáo. Zaza với khuôn mặt tươi tỉnh dán quảng cáo từ sáng sớm đến tận chiều muộn mới về nhà. Bởi vì sự cố gắng không ngừng nghỉ đó đã làm cảm động Sun U. Sun U tình nguyện trở thành học viên đầu tiên của cô. Anh đã bỏ ra những đồng tiền ít ỏi của mình để mua phiếu học của Zaza. Zaza vô cùng cảm động vì cách xử lý này của Sun U. Cô còn không ngừng khen ngợi Sun U trước mặt Mimi. Bác sĩ cha kém miếng khó chịu cũng tới đăng ký học.
nhưng rõ ràng là bác sĩ cha chỉ đang kiếm cớ tiếp cận Zaza, chứ thật ra bác sĩ cha đã biết chơi đàn từ trước rồi. Bác sĩ cha còn nói hôm nay mình sẽ đưa Zaza về nhà, bởi vì dù sao hai người cũng sống chung một tòa chung cư. Săn U thấy vậy thì có chút khó chịu. Ngày hôm sau đi làm, Săn U như người trên trời, không có tâm trạng làm việc. Sau khi tan làm về, Săn U thấy tiếng piano phát ra ở trong phòng. Hóa ra là Zaza tới đây để đưa kim bạp cho anh. Buổi tối hôm đó trời bỗng đổ mưa như chút nước. Zaza thấy mưa như thấy vàng, đứng ra hứng hứng. Săn U tìm trong nhà được hai cái ô nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ cầm ra một cái. Bởi vì Săn U muốn kiếm cớ đi cùng với Zaza trong cùng một cây ô. Săn U chủ động muốn đưa Zaza về. Lúc này Zaza nhận được tin nhắn của bác sĩ cha. Anh ta hẹn Zaza tí nữa tan làm sẽ đón cô về nhà. Zaza nghe thấy tiếng xe của bác sĩ cha thì đứng dậy tạm biệt với Săn U. Nhưng đột nhiên có tiếng sấm chớp to đùng khiến Săn U hoảng sợ. Nghe vẻ như anh có nỗi sợ mỗi khi trời đổ cơn mưa. Giọng nói của một người đàn ông nói lời tạm biệt vang lên trong đầu anh. Bác sĩ cha hoảng sợ lùi lại vài bước rồi kéo lấy tay của Zaza. Anh ôm chặt Zaza vào lòng rồi cầu xin cô đừng bỏ anh mà đi như thế. Zaza thấy Săn U kích động như thế thì nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh, không có chuyện gì đâu mà. Săn U bảo Zaza lần sau nếu có đi đâu thì đừng nói tạm biệt nữa, anh sợ lắm. Zaza nhìn thấy dáng vẻ này của Săn U thì vô cùng đau lòng. Zaza lo lắng tới mức đi về được nửa đường rồi còn muốn bác sĩ cha dừng xe. Cô quay ngược lại căn nhà của Săn U để xem anh hiện giờ đã ổn chưa. Khi bước vào trong thì thấy Săn U đang ngồi một mình chơi đàn piano. Dường như anh đang dùng cách này để giải tỏa nỗi sợ. Săn U ngước mắt lên nhìn thấy Zaza đứng trước mặt mình thì vô cùng bất ngờ. Zaza vì lo lắng cho Săn U nên đã quay lại muốn bầu bạn với anh. Zaza bắt đầu tâm sự với anh. Bắt đầu từ câu chuyện cá nhân, có người nói với cô rằng đừng mãi chỉ phàn nàn về những gì mình đã trải qua. Bởi vì ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Đâu phải ai cũng có thời gian mà nghe lời phàn nàn đó chứ. Nhưng Zaza mong rằng Săn U có thể cởi mở hơn một chút. Nếu như anh có thể nói được nỗi niềm trong lòng của mình như vậy sẽ rất thoải mái. Hai người tâm sự với nhau rất lâu rất lâu. Khi nói về ước mơ, Săn U nói rằng mình chỉ muốn làm một người bình thường. Còn Zaza bày ra ánh mắt lấp lánh nói rằng mình muốn ăn thịt bò thượng hạng. Săn U nghe vậy thì cảm thấy bất ngờ vì đó là chuyện hết sức bình thường. Zaza từ từ giải thích rằng ước mơ đâu nhất thiết là một thứ gì đó cao sang. Chỉ cần ngày mai thức dậy mà có việc để làm thì đó gọi là ước mơ rồi. Hai người cứ thế ngồi bên nhau trò chuyện rất lâu. Sau khi Zaza chìm vào giấc ngủ, Săn U chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó. Zaza mới mở mắt ra đã thấy bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Săn U lúc nào cũng phàn nàn rằng Zaza khó chiều, nhưng cuối cùng vẫn chuẩn bị bữa sáng theo yêu cầu của cô. Săn U chuẩn bị bữa sáng xong thì giúp ông lão chuyển cây. Ông lão nhìn khuôn mặt hớn hở của Săn U thì đoán được ngay anh đã dính vào con đĩ tình yêu. Các bạn có nhận ra đây là ai không? Đây chính là ông lão đã ngồi nghe Zaza đàn ngoài công viên. Hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau rất vui. Săn U bảo ông lão hãy trồng một số loại rau trong vườn, mà đây chính là các loại rau không thể thiếu trong thực đơn của Zaza. Ông lão bất ngờ vì cuối cùng Săn U cũng muốn yên ổn một chỗ rồi. Lúc này ở đồn cảnh sát, phu nhân viện trưởng chạy theo cảnh sát. Bà cố gắng hỏi tình hình con trai mình đang ở đâu, nhưng rất may đó không phải là thi thể của con trai bà. Dù sao bây giờ cảnh sát cũng không thể nào tìm ra tung tích của con trai bà. Bà phu nhân viện trưởng vì không tìm được con trai nên đã vô cùng tức giận. Bà ra lệnh cho cấp dưới tới Kunbo ngay lập tức. Ở tiệm tóc lúc này mọi người đang bàn tán về vụ án đuối nước trên bờ biển. Bọn họ chỉ đành thở dài một tiếng rồi lại bắt đầu cuộc sống của mình. Zaza bên này đang chơi đàn hăng say. Nhưng đang chơi đàn hăng say thì bị mùi hương bánh rán kim chi làm phân tâm. Vì mùi hương quá thơm, Zaza không thể tiếp tục chơi đàn. Cô bất ngờ tìm thấy một cánh cửa bí mật trong căn phòng dẫn sang tiệm tóc. Zaza liều ăn nhiều lao sang cánh cửa làm rách ở tấm cửa. Mấy bà thím ở bên quán thấy Zaza lao qua như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Mẹ Ha Y Ông đứng lên nắn chỉnh lại bức tường. Còn Zaza nhanh chóng nhập tiệc cùng hội chị em. Đang cười cười nói thì học viện Zaza lại xuất hiện vị khách thứ ba. Người đó không ai khác chính là ông lão đã từng nghe cô đánh đàn ở công viên. Bởi vì rất thích bài hát mà cô đàn nên ông đã tới đăng ký học. Zaza nghĩ đến tuổi của ông lão đã cao thì lấy tiền đâu mà học. Zaza tốt bụng định sẽ dạy miễn phí cho ông lão. Lúc này mẹ của Ha Y Ông mang bánh qua cho hai người ăn. Từ lời của mẹ Ha Y Ông, Zaza mới biết ông lão chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Zaza nghe được tin này thì mắt chữ O miệng chữ A. Lúc này trên xe buýt một cậu thanh niên đang tỏ tình với Ha Y Ông. Cậu cho Ha Y Ông nghe một bản tình ca như lời mình muốn nói với Ha Y Ông. Nhưng cô bé nghe xong thì lại tự nhủ rằng mình phải nhanh tỏ tình với Săn U. Như này chẳng khác nào cậu bé kia đang làm chuyện vô ích rồi hay sao? Bác sĩ cha lúc này tới quán ăn mà Săn U làm để chọc tức anh. Bác sĩ cha muốn nói chuyện riêng với Săn U, nhưng chưa nói được lời nào đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Thì ra là vợ cũ của bác sĩ cha gọi anh tới nói chuyện. Ban đầu thì vợ anh nói chuyện như đấm vào tai, nhưng sau lại ngọt ngào nũng nịu để chồng cũ mời mình đi ăn cơm. Nhưng bác sĩ cha không còn chút tình cảm nào với vợ cũ nữa. Anh thẳng thừng nói ra những tật xấu mà mình không ưa ở cô. Sau đó bác sĩ cha ung dung quay người rời đi. Chuyển cảnh về học viện, Zaza, Săn U mang cho cô một hộp cơm. Anh tranh thủ mang tới cho cô rồi quay về làm việc tiếp. Săn U đưa cho Zaza một bộ mỹ phẩm. Zaza thắc mắc qua đã tặng rồi nay còn tặng nữa chi vậy. Săn U sững người nói rằng hôm qua không phải anh mua cho cô. Bác sĩ cha đi tới nhạc viện Zaza. Vợ cũ của anh không cam lòng nên cũng đi theo tới đây. Mẹ của Ha Y Ông liếc nhìn người phụ nữ mặc đồ hiệu từ trên xuống dưới. Mẹ Ha Y Ông nhẩm trong bụng lại có một vị khách sộp tới rồi.
Vợ cũ của bác sĩ cha thấy vậy liền nói rằng mình tới đây để làm tóc. Mẹ Ha Yong vui vẻ tiếp đãi vị khách sộp này. Bà dùng hết khả năng vốn có để phục vụ vợ của bác sĩ cha. Còn bác sĩ cha lúc này đang hăng say luyện tập. Gia Gia bây giờ mới nhận ra bác sĩ cha chơi đàn rất hay. Rất có vẻ như anh là thầy của Gia Gia chứ không phải Gia Gia là thầy anh. Gia Gia nhớ lại khi nói chuyện với ông lão. Ông bảo cô nếu muốn kiếm tiền thì phải hung dữ hơn mới được. Gia Gia lấy hết can đảm để nói về chi phí học đàn với bác sĩ cha. Nhưng bác sĩ cha thì lại thấy vô cùng hoan hỉ khi Gia Gia nói về vấn đề này. Dường như vợ của bác sĩ cha đang cảm thấy sai lầm về hành động của mình. Cô rời khỏi tiệm tóc với quả đầu độc lạ Bình Dương. Buổi tối bác sĩ cha và Gia Gia cùng nhau tới quán ăn mà Sun U đang làm việc. Khi bước vào họ thấy Ha Yong và cậu bạn học của mình cũng đang ăn ở đây. Bốn người xếp thành hàng ngang vừa ăn vừa ngắm Sun U làm việc. Trong bữa ăn bác sĩ cha bộc bạch về chuyện mình đã từng ly hôn. Nghe được điều đó ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Năm người cùng nhau về nhà. Ha Yong định nhân cơ hội này tỏ tình với Sun U. Nhưng cậu bạn kia thấy thế đã tiến lên chặn lại. Bên này mẹ Ha Yong tan làm về nhà thì thấy một lãng hoa trước cửa. Hình như có ai đó đã cố ý đặt nó ở đây. Mẹ Ha Yong nghi ngờ lại là người bạn giấu mặt kia tặng cho cô. Nhưng khi Gia Gia lướt mạng xã hội thì lại chẳng thấy lời nhắn nào cả. Đúng lúc này một người đàn ông lạ mặt đang đứng ngó vào cửa nhà Gia Gia. Hôm nay lại là một ngày đi phát tờ rơi mệt mỏi của Gia Gia. Đứng trước cửa quán nước ép Gia Gia vô tình gặp giám đốc Chu. Giám đốc Chu đang nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo lớp học piano của mình. Gia Gia thấy ánh mắt của đối phương liền nhiệt tình giới thiệu lớp học cho anh. Lúc này giám đốc Chu nhận được điện thoại tình báo của đàn em. Hóa ra anh ta tới đây là để tìm Sun U, bởi vì anh ta đã nhận đồ tặng kèm còn định bỏ đi. Gia Gia tiến lên đòi lại những món đồ đó. Hai người giằng co nhau vì một món đồ, nhưng Gia Gia làm sao mà đấu lại hắn ta được chứ? Tên giám đốc trợn tròn mắt nói rằng mình nhất định sẽ tới tìm Gia Gia. Gia Gia tưởng rằng mình đã lượm được con mồi ngon nên cười ngoác tận mang tai. Gia Gia nhiệt tình thông báo cho giám đốc Chu học phí. Giám đốc Chu tức giận bỏ đi. Khi thấy giám đốc Chu rời đi, Sun U tiến đến chỗ của Gia Gia. Tại trạm trung chuyển, giám đốc Chu hỏi thăm nhân viên có thấy cậu thanh niên này xuất hiện quanh đây không. Nữ nhân viên nhớ lại mình đã từng gặp Sun U. Về tin tức của Sun U, nhân viên ở đó nhớ lại, sau khi Sun U bị mất chứng minh nhân dân, anh đã không báo cảnh sát khiến cho cô cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này Gia Gia và Sun U đang cùng nhau đi đến tiệm sửa xe để lấy xe về. Chiếc xe này là món quà mà bố cô đã tặng cho cô sau khi cô lên đại học, và nó cũng được cô đặt cho một cái tên thân thương Chris. Trong cốp sau của xe vẫn còn một chiếc bùa hộ mệnh mà bố cô đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mặc dù Gia Gia rất luyến tiếc nó nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ bán nó đi để trả nợ. Buổi tối Gia Gia ngủ ở trên xe, định bụng sẽ cùng em nó trải qua một đêm cuối cùng này. Ha Yong cũng đến bầu bạn với cô. Ngày hôm sau đúng vào lúc Gia Gia đang chuẩn bị ký tên lên hợp đồng mua bán xe, Sun U đã ngăn cô lại nói rằng cứ từ từ trả tiền cũng được, còn nhân cơ hội này để Gia Gia làm tài xế riêng cho mình. Nói rằng ước mơ của anh chính là có một người tài xế riêng, chính là kiểu gọi lúc nào có mặt lúc ấy cảnh sắc trời đêm vô cùng thơ mộng. Hai người họ cùng nhau đi đến một nơi thật cao để tận hưởng cảnh sắc về đêm của thành phố này. Sun U nói rằng sở dĩ anh không muốn để cho Gia Gia phải bán xe là bởi vì mất đi thứ mà mình vô cùng trân quý sẽ khiến cho người ta vô cùng đau lòng. Sau đó anh cũng nói rằng bản thân mình đã từng có một người bạn rất tốt, nhưng đối phương đã qua đời mất rồi. Sun U nhớ lại những ký ức đau thương mình đã trải qua, nước mắt cũng đã rơi xuống trên gò má. Gia Gia đồng cảm sâu sắc với anh cũng bật khóc hu hu. Vốn dĩ bầu không khí đang rất u buồn, nhưng khi hai người họ nhìn nhau thì lại đột nhiên bật cười. Hôm nay bác sĩ cha phát hiện ra Gia Gia đã không hề bán xe đi. Anh cũng biết được đó chính là chủ ý của Sun U từ chỗ mẹ của Ha Yong. Cùng lúc đó anh lại bị mẹ của Ha Yong kéo đi dụ dỗ đổi sang một kiểu tóc đơn giản. Sau khi đến bệnh viện Seoul, bác sĩ cha đã nhìn thấy tấm ảnh của Sun U. Vị hôn phu của Gia Gia đã nói với anh ta rằng đây chính là con trai của viện trưởng, là một học sinh cuối cấp trung học, có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Bác sĩ cha lúc này mới biết rằng Sun U không hề bằng tuổi với Gia Gia. Trong khi đó Sun U đang đi tìm Gia Gia, nhưng lại bất ngờ bị cô ép sát vào góc tường để so chiều cao. Gia Gia nghi hoặc nói rằng Sun U hình như lại cao lớn hơn rồi thì phải. Sau 24 tuổi con người còn có thể cao lên nữa được sao? Gia Gia kiễng chân lên muốn đo chiều cao thực của Sun U, không cẩn thận suýt chút nữa đã ngã lăn ra. May mà Sun U đã đỡ lấy eo cô, khoảng cách giữa hai người đã được kéo sát lại gần. Bầu không khí vô cùng kỳ diệu, Sun U không kiềm lòng được có hơi cúi người xuống. Gia Gia ngượng ngùng đột nhiên cúi đầu xuống, mũi của Sun U đột nhiên bị va chạm mạnh một cái, máu mũi đã chảy ra. Không lâu sau đó Jong Ho đã đi đến tiệm làm tóc để cắt tóc. Mẹ của Ha Yong lại phơi phới sức xuân, như trở về tuổi 18. Jong Ho này đã từng mua sản phẩm tại cửa hàng mỹ phẩm nơi Sun U đã từng làm việc. Trong lúc đó cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Sun U. Lúc này Gia Gia lại phá cửa bước vào, tiếng động cực lớn khiến cho mẹ của Ha Yong bị dọa một phen hết hồn. Tóc của Jong Ho kia cũng bị cắt ngắn một mảng lớn. Còn Gia Gia chỉ muốn đến hỏi mọi người rằng con trai đến bao nhiêu tuổi sẽ ngừng phát triển chiều cao, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng việc tăng chiều cao không hề liên quan gì đến tuổi tác. Buổi tối mẹ của Ha Yong yếu ớt ngồi trên sofa không chút sức lực, nhớ lại việc bà đã cắt một mảng lớn tóc của Jong Ho kia lại còn dùng mình. Thật may mắn khi anh chàng đó đã không tính toán gì với bà. Lúc này Jong Ho kia đã đi đến bên ngoài cửa tiệm làm tóc. Anh ta đã nhỏ một chất lỏng không xác định lên tay nắm cửa.
trên khuôn mặt là một nụ cười xấu xa. Sau bữa cơm, Ha Yong khéo tay đã đặc biệt thiết kế túi sách cho học viện nhạc của Zaza. Mẹ của cô đứng ở bên cạnh không ngừng nói bóng nói gió. Bà cho rằng sẽ chẳng có ai vì chiếc túi này mà đăng ký lớp học piano đâu. Nhưng sau khi Zaza nói rằng bác sĩ cha cũng là học viên của cô, mẹ của Ha Yong đã lập tức thay đổi suy nghĩ, nói rằng chiếc túi này rất đẹp. Bà cũng muốn được theo học lớp chơi đàn piano của Zaza. Trong nhà hàng, bác sĩ cha muốn chất vấn San U về thân phận thật sự của anh, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, chỉ đành để lần sau rồi nói. Sau khi rời khỏi đó, anh ta đã để quên hộp thuốc của mình ở nhà hàng. San U đã nhìn thấy hộp thuốc, nhớ lại hai người họ đã từng có duyên gặp mặt một lần tại buổi hòa nhạc tốt nghiệp của trường đại học của Zaza. Buổi tối sau khi trở về nhà, tâm trạng của San U khó mà bình tĩnh lại được. Anh đã đoán được rằng có lẽ bác sĩ cha đã biết được thân phận của anh. Ngày hôm sau, San U đã chủ động đến tìm bác sĩ cha. Bác sĩ cha quả nhiên đã có chút hiểu biết về anh, còn uy hiếp rằng nếu như tâm trạng anh không được tốt thì có thể sẽ tiết lộ địa chỉ hiện tại của San U cho bố mẹ của cậu biết, đồng thời cũng yêu cầu San U hãy nói lại chuyện mình chỉ là một học sinh trung học cho Zaza biết. Mẹ của Ha Yong đi tới cửa tiệm của mình, tay bà đã bị dính chặt với tay nắm cửa. Zaza phát hiện ra trên đó đã được sơn một lớp keo siêu dính. Lúc này kẻ chủ mưu đã xuất hiện nhưng lại giả vờ như dáng vẻ một học sinh ngoan, nói rằng muốn được theo học lớp chơi đàn piano của Zaza, cũng dự định sẽ trả nhiều tiền hơn một chút để ngày nào cũng có thể lên lớp học. Lúc này ông lão đã đi đến để học đàn, Jong Ho kia chỉ đành để hôm khác lại đến. Sát vách bên đây, các vị khách quen của tiệm làm tóc của mẹ Ha Yong đều đoán rằng đây có thể là một trò đùa của một tên nhóc nghịch ngợm nào đó trong khu này. Sau khi tan học, Zaza đi đến cửa hàng mỹ phẩm để tìm San U, nhưng lại phát hiện ra cậu không ở đó, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Lúc này San U đang bước lang thang từng bước trên đường, nhớ lại quá khứ tốt đẹp cùng với người anh em của mình. Lúc đó cậu ấy đã lôi kéo San U vụng về, chuẩn bị làm bánh sinh nhật tặng cho bố, nhưng mãi vẫn không đợi được bố về nên cậu ấy chỉ đành đi về nhà trước. Hai người chia tay nhau ở ngã tư đường. Bạn của San U nhất thời không cẩn thận đã gặp phải tai nạn giao thông. San U đau đớn tuyệt vọng nên không còn tâm trạng đâu để lên lớp học nữa. Hôm kiểm tra cũng chỉ nộp tờ giấy trắng. Sau khi bố anh phát hiện ra con trai được không điểm, đã trực tiếp cho anh một cái tát trời giáng. Ông còn lạnh lùng nói rằng, không phải chỉ là một người bạn hẹo rồi thôi sao, có cái gì mà to tát cơ chứ. San U lại cho rằng tai nạn của người bạn ấy có liên quan đến gia đình của mình. Nhưng bố của anh lại nói rằng là do người bạn đó đen đủi, còn trách móc rằng năng lực chịu đựng của San U quá kém, sau này theo nghề y sẽ chẳng thể làm nên trò chống gì. San U vô cùng thất vọng về bố của mình nên đã quyết định bỏ nhà ra đi. Lúc này Zaza cuối cùng cũng đã tìm được San U, lại bất ngờ phát hiện ra anh đang có suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Cô liền vội vàng hỏi tại sao. San U nói rằng có một người rất phiền phức. Zaza lại cho rằng người anh đang nói đến chính là mình nên vô cùng buồn bã. Cô chậm chạp lê bước quay trở về học viện, liền nhìn thấy có một cậu bé đang đứng ngó nghiêng ngay trước cửa học viện. Chính là cậu bé đã từng đến tìm cô vì mấy món quà tặng kèm đó. Hai người ngồi trên bậc thang, cậu bé nói rằng mình rất muốn học đàn piano. Cậu ngồi xuống trước cây đàn, đánh những ca khúc mà mình đã từng nghe được ở bên ngoài học viện. Zaza phát hiện ra cậu bé này chính là một thần đồng piano, vô cùng vui mừng. Cậu bé hỏi Zaza rằng tại sao mỗi lần San U trở về đều chơi ca khúc này vậy. Zaza cười tươi rói trả lời rằng vì muốn chào đón cậu bé, nhưng San U vẫn chưa hề phát hiện ra. Cậu bé đã bất ngờ đáp lại rằng mỗi lần cậu bé đứng ngoài cửa nghe Zaza chơi đàn piano đều nhìn thấy San U với khuôn mặt ủ rũ bơ phờ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng đàn San U sẽ lại vui mừng chạy tới. Sau khi chạy đến trước cửa học viện, anh sẽ dừng lại một chút để chỉnh lý lại tóc tai của mình, sau đó mới giả vờ như rất thờ ơ bước vào bên trong nhà. San U đang đứng ở một bên nghe lén, đã không cẩn thận gây ra tiếng động, bị phát hiện mất rồi. Zaza bá đạo nói với San U rằng cậu không được phép rời khỏi đây, phải ở lại bên cạnh tôi, bởi vì tôi vẫn chưa trả lại hết tiền cho cậu. Hơn nữa vườn rau cậu trồng cũng cần có người đến chăm sóc mỗi ngày. San U cũng bật cười nói rằng tôi sẽ cho cô cơ hội trả lại tiền, tôi sẽ không biến mất đâu. Mối quan hệ giữa hai người lại tốt đẹp như trước, bầu không khí vô cùng hài hòa. Sau khi quyết định sẽ ở lại bên cạnh Zaza, San U đã lại một lần nữa đến tìm bác sĩ cha. Anh đã hỏi được mối quan hệ giữa bác sĩ cha và vị hôn phu của Zaza là bạn đại học của nhau, đồng thời cũng đã chỉ ra rằng Zaza hoàn toàn không biết chuyện này. Bác sĩ cha cũng đang lừa dối Zaza, nguyên nhân chính là vì không muốn cô ấy xa lánh mình. Hiện giờ hai người đều đã biết được bí mật của đối phương, vậy nên San U đã ra hiệu cho anh ta đừng nên quá đáng, tốt cho người cũng là tốt cho mình. Sau khi đã giải quyết xong tảng đá ngáng đường trên con đường yêu đương của mình là bác sĩ cha, San U vội vàng gọi điện thoại cho Zaza để được cùng nhau nói một câu chúc ngủ ngon, còn hát để dỗ Zaza ngủ. Ngày hôm sau, học viện nhà của Zaza vô cùng náo nhiệt. Hiện giờ Zaza đang dạy chú chó này chơi đàn piano. Chỉ một lát sau, bác sĩ cha cũng đã xuất hiện mời Zaza cùng đi ăn với mình. San U đã không thể nhẫn nại thêm nữa cũng đã đi theo họ, còn kéo theo hai cái đuôi nhỏ là Ha Yong và anh chàng bạn cùng lớp của cô. Năm người họ cùng nhau ngồi bên ngoài để ăn kem. Zaza đã mời ba người còn lại ngoại trừ San U. Ngày mai hãy cùng cô đi gặp người bạn Đồ Đồ Son Son La La Son kia. Bác sĩ cha có việc nên không thể đi cùng cô được. Trong khi đó, San U không được cô mời nên cảm thấy rất tức giận. Zaza trả lời rằng không cần phải đặc biệt nói ra, anh nhất định phải đi cùng tôi chứ hả? Bởi vì San U chính là người đã cho cô mượn nhiều tiền nhất. Khóe môi San U khẽ nhếch lên vui vẻ, tâm trạng vô cùng tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ha Yong đã dậy sớm để tạo kiểu tóc xinh đẹp cho Gia Gia. Trong khi đó, Sun U cũng ăn mặc rất lịch sự. Lúc này, giám đốc Chu đã tìm đến siêu thị mini của trạm trung chuyển. Ông chủ siêu thị nói với anh ta rằng Sun U đã từng cứu một ông lão. Hôm đó, ông lão bị ốm ngã lăn ra đất. Sun U đã lục tìm được thuốc bên trong túi áo của ông lão và đã kịp thời đưa thuốc cho ông uống, mới tránh được bi kịch xảy ra. Giám đốc Chu còn nghe ngóng được địa chỉ của ông lão đó từ chỗ ông chủ siêu thị. Trong khi đó, Gia Gia ngồi chờ người bạn kia đến mòn con mắt ở nơi đã hẹn trước. Những anh chàng đẹp trai và cả những cô gái thanh lịch đều lần lượt bước vào, nhưng đều không phải là đồ son son la la son. Lúc này một người đàn ông chậm rãi bước vào, sau khi mọi người nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ rằng người vừa xuất hiện lại chính là Jong Ho, người đã bị mẹ của Ha Yong lỡ tay cắt mất một mảng tóc. Gia Gia còn tưởng rằng đồ son son la la son là người quen của mình nữa chứ. Bác sĩ cha cũng đi đến nhà hàng ngay sau đó, nhìn thấy Gia Gia tíu tít không ngừng với Jong Ho kia, bộ dạng ngập ngừng không nói lên lời. Lúc này Jong Ho kia cũng đã nói ra thân phận thật sự của mình. Anh ta chỉ là một vị khách quen của nhà hàng này mà thôi. Đợi mãi cuối cùng vẫn chưa chịu xuất hiện. Gia Gia vô cùng thất vọng. Lúc này Sun U cũng đã nhận được tin. Đám người giám đốc Chu đang tìm kiếm anh từ chỗ ông lão. Trước đó giám đốc Chu đã từng uy hiếp ông, yêu cầu ông hãy nói ra tung tích thật sự của Sun U, nhưng đã bị ông lừa biến đi mất rồi. Buổi tối Gia Gia đợi cả ngày dài không được ích gì nên thấy vô cùng buồn bã. May mà ân nhân của cô đã gửi tin nhắn đến nói rằng bản thân mình vì lý do cá nhân nên không thể gặp mặt cô được, nhưng vẫn sẽ luôn ủng hộ cô. Mẹ của Ha Yong nói rằng đời người dài như vậy, rồi sẽ có một ngày hai người sẽ gặp được nhau mà thôi. Gia Gia lấy lại tâm trạng, chụp ảnh chung cùng với mẹ con Ha Yong rồi đăng chúng lên trên mạng. Trong khi đó, trong căn phòng tăm tối dán đầy hình của Gia Gia, Jong Ho nhìn hình ảnh mới nhất cô đăng lên và nở một nụ cười khó đoán. Còn bác sĩ cha đang cầm chiếc vương miện mà Gia Gia đánh rơi trong đám cưới và xem xét nó cẩn thận. Trước khi ngủ, người bạn qua mạng kia lại gửi tin nhắn đến, hy vọng ngôi sao đó có thể soi sáng tương lai của bạn. Đột nhiên Gia Gia như bừng tỉnh ngộ, cô vội vàng chạy đến học viện nhạc. Cô đã tìm thấy chậu cây mà bác sĩ cha đã tặng cô lúc trước. Trên đó có viết rằng hy vọng toàn bộ thế giới này đều sẽ được lấp đầy bởi tiếng đàn của Gia Gia. Hai câu nói này có chút tương đồng. Suy đoán một chút, Gia Gia liền đoán rằng có khả năng bác sĩ cha chính là người ân nhân mà hôm nay cô đã không thể gặp mặt được. Gia Gia kiêu ngạo nói với Sun U về suy đoán của mình. Không ngờ rằng Sun U đã lên cơn ghen tuông, còn bắt chước ngữ khí của ân nhân mà gửi tin nhắn đến cho cô. Hy vọng cô tiếp tục ngủ đi, còn đổi cả hình đại diện của mình thành một cái cây xanh được đánh dấu đặc biệt. Hôm nay Gia Gia dưới sự giúp đỡ của những vị khách quen của cửa tiệm làm tóc, cô đã làm được món kim bạp nhiều vị khác nhau, còn đặc biệt tặng cho bác sĩ cha người mà cô cho là ân nhân của mình. Bác sĩ cha rất vui mừng khi nhận được bữa trưa tình yêu của Gia Gia dành cho mình, còn tưởng rằng đây là tự tay Gia Gia làm ra, nhưng sau khi biết rằng đó không phải đích thân cô làm, bác sĩ cha giờ khóc giờ cười bất lực phát hiện ra rằng Gia Gia chủ động tặng bữa ăn cho anh xuất phát từ lòng biết ơn, chứ không phải là tình yêu. Trong khi đó, khi Gia Gia đang điều tra lý do tại sao các lớp học piano khác lại vô cùng bùng nổ, cô đã phát hiện ra các bậc phụ huynh rất thích các cơ sở đào tạo từng đoạt giải thưởng hơn. Cô lập tức nghĩ đến để cho cậu bé kia đi tham gia thi đấu. Cậu bé thần đồng piano này nhất định sẽ có thể mang cúp về, và việc kinh doanh của học viện của cô lúc đó chắc chắn sẽ bùng nổ. Sun U đã gọi Gia Gia đang nằm mơ giữa ban ngày tỉnh lại, nhưng Gia Gia không hề biết rằng trong lúc cô đang nằm ngủ, Sun U đã đứng một bên quạt cho cô. Anh còn suy xét xem có nên mua một chiếc điều hòa cho Gia Gia không. Jong Ho kia lên lớp rất đúng giờ và đã bước ngang qua vai của Sun U đang trên đường đi làm thêm. Nhưng trên đường đi, Sun U vẫn luôn cảm thấy như mình đã nhìn thấy anh chàng kia ở đâu đó. Lại thêm không thể yên tâm để Gia Gia một mình, nên anh đã quay ngược trở lại đi tới tiệm làm tóc, mở cánh cửa thông với bên trong học viện ra và nhờ mẹ của Ha Yong trông coi giúp. Sau cánh cửa, Gia Gia đang chăm chú đánh đàn, còn Jong Ho kia chỉ nhìn cô chằm chằm và thưởng thức âm nhạc. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ đang dần chiếm lấy tâm trí của Gia Gia. Trong tiếng đàn piano ngày càng trở nên dồn dập của cô, anh chàng kia với vẻ mặt khó đoán đã âm thầm đóng cánh cửa lại. Cảnh tượng chợt thay đổi, giám đốc Chu đã đưa phu nhân viện trưởng đến gặp ông lão. Ông lão đã cố gắng thuyết phục phu nhân hãy cứ bình tĩnh lại đã, nhưng đối phương vẫn không hề cảm kích. Cuối cùng bà ta chỉ để lại một sấp tiền và phương thức liên lạc rồi quay người rời đi. Giám đốc Chu lại phát hiện ra chiếc túi đặc biệt của học viện nhà của Gia Gia. Hai người họ đã bắt xe rời đi. Trên đường đi, phu nhân viện trưởng đã nhìn thấy rất rõ bóng lưng của Sun U. Bà ta vội vàng dừng xe lại để tìm kiếm anh, nhưng chỉ còn lại một mình Gia Gia đang đứng ở đó. Phu nhân viện trưởng nhớ ra rằng Gia Gia chính là cô con dâu đã bị bạn mình vứt bỏ. Nhìn thấy cô con dâu hụt của bạn mình trong bộ dạng khốn khổ như vậy, bà tỏ ra rất vui mừng trước sự bất hạnh của cô. Sau khi giải quyết xong vấn đề công việc, Sun U và Gia Gia đã cùng nhau đi mua sắm để mua máy ép nước hoa quả cho Gia Gia. Chủ cửa hàng hiểu nhầm tưởng rằng họ là một cặp vợ chồng. Gia Gia vội vàng phủ nhận. Trên đường quay trở về, Sun U vẫn cảm thấy rất buồn bã vì sự phủ nhận vội vàng của cô. Gia Gia đáng thương nói rằng bản thân cô đã từng kết hôn một lần, nhưng Sun U không hề để tâm đến chuyện đó. Ngược lại còn bá đạo nói rằng mình không hề để ý đến việc Gia Gia đã từng kết hôn. Ngay vào lúc anh đang chuẩn bị mở miệng nói câu tỏ tình với Gia Gia, trùng hợp đã bị ông lão ngắt lời. Ông lão đã nói với Sun U rằng mẹ anh đã đến tìm ông và cũng an ủi anh nói rằng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt rồi về nhà cũng được.
nhưng Sun-woo đã từ chối nhận phần thưởng mà mẹ anh đã dành cho ông lão, nói rằng đây chính là tiền thuê nhà cho học viện nhà của Jaja. Hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Sun-woo, Jaja cuối cùng cũng đã tìm được cậu bé kia. Gia cảnh của cậu bé không được tốt, mẹ cậu bé mất sớm còn bố thì bận rộn với công việc. Vậy là Jaja đã bày tỏ một cách nồng nhiệt rằng cậu bé có thể đến học viện để học chơi piano bất cứ lúc nào. Hơn nữa chỉ cần dọn dẹp vệ sinh để bù trừ vào học phí. Cùng lúc đó khiến Jaja vô cùng kinh ngạc, chính là cậu bé thiên tài này còn chưa biết đọc bản nhạc. Jaja cần phải đào tạo lại từ đầu. Sun-woo ở bên cạnh đã cổ vũ cô, nhất định sẽ có thể dạy cậu bé này học thật tốt. Jaja ngượng ngùng đánh yêu cậu một cái, để cho cậu bé có thể được ăn một bữa cơm hợp khẩu vị. Jaja và Sun-woo đã đưa cậu nhóc đến nhà của Ha Yeong để cùng ăn tối. Mẹ của Ha Yeong đã làm một bàn thức ăn đầy những món ăn ngon. Jaja và cậu nhóc kia ăn như bị bỏ đói 3.000 năm. Mẹ của Ha Yeong ngồi một chỗ bỗng dưng cảm thấy rất buồn bã. Ha Yeong đã giải thích rằng mẹ của cô từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện nên không thể nhìn được cảnh người khác đói bụng. Sau bữa cơm, khi Sun-woo và cậu bé kia chuẩn bị ra về, mẹ của Ha Yeong nói rằng hôm nay khả năng sẽ có mưa. Jaja và Ha Yeong đã cùng lúc lấy chiếc ô bên cạnh mình rồi đưa cho Sun-woo. Nhưng cuối cùng Sun-woo đã cầm lấy chiếc ô mà Jaja đưa cho anh. Ha Yeong đã gọi điện cho Seung-ji để kể lể. Sau sự việc tối hôm đó, Ha Yeong đã bắt đầu học cách thoa son môi, rồi đi đến tỏ tình với Sun-woo. Không ngoài dự đoán, cô đã bị Sun-woo thẳng thừng từ chối và cũng đã biết được rằng trong lòng anh đã có người mà mình thích. Ha Yeong đã đứng khóc lóc với Seung-ji. Phần mắt bị lem khiến cô trông hệt như chú gấu trúc ngốc nghếch, còn tức giận nói rằng muốn đuổi Jaja ra khỏi nhà. Bạn nam kia đã vội vàng ngăn ý nghĩ ngốc nghếch của cô lại, nói với cô rằng giữa Jaja và bác sĩ cha chắc chắn có ẩn tình gì đó. Nghe xong những lời này, Ha Yeong nở một nụ cười bí hiểm, nói rằng mình đã nghĩ ra một ý kiến hay. Sau đó Ha Yeong và Seung-ji đã hẹn Jaja và bác sĩ cha cùng đi xem phim, nhưng sau đó lại để cho hai người họ leo cây. Cuối cùng chỉ còn hai người họ cùng nhau xem phim, trong khi đó Sun-woo đang tỉ mỉ làm món salad và nước ép theo như khẩu vị đặc biệt của Jaja. Nhưng đợi mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Ha Yeong đã cố tình nói với anh rằng Jaja và bác sĩ cha đang đi xem phim cùng nhau. Sun-woo vội vàng ra ngoài đi tìm kiếm Jaja. Anh nhớ lại lời anh bạn cùng lớp của Ha Yeong đã từng nói. Cậu ta khuyên anh hãy nhanh chóng tỏ tình với Jaja, bởi vì hiện giờ Ha Yeong đang đẩy thuyền hai người họ một cách nhiệt tình. Lúc này trong rạp chiếu phim, bác sĩ cha đã nắm chặt tay của Jaja. Không ngờ rằng vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim, Jaja đã dứt khoát từ chối lời tỏ tình của bác sĩ cha, còn gán cho anh Mark là một người tốt. Rất nhanh Sun-woo đã đuổi tới nơi thẳng thừng kéo Jaja rời khỏi đây. Sun-woo còn nói thêm rằng salad ở nhà sắp nguội mất rồi kìa. Trên đường đạp xe đưa Jaja về nhà, Jaja đã đưa tay ôm lấy eo anh, hai người có vẻ như vô cùng hòa hợp. Sáng sớm ngày hôm sau, Sun-woo đã đặc biệt đến tìm Seung-ji để tư vấn xem anh nên tỏ tình trước hay là nói ra bí mật của mình trước. Anh sợ sau khi nói bí mật của mình cho Jaja nghe xong, tình cảm hai người sẽ xuất hiện vết nứt. Seung-ji đã khuyên anh hãy tỏ tình trước, nắm chắc được trái tim của Jaja đã rồi nói sau. Sau khi kết thúc tiết học, Jaja đã đến tiệm làm tóc nói chuyện cùng với mọi người. Các vị khách quen nhiệt tình nói với Jaja rằng năng lực học tập của ông lão cũng được phết đấy chứ, điện thoại cũng biết dùng. Có điều tất cả những việc này phải nhờ đến Sun-woo, cậu ấy sẽ tập hợp hết những người già trong khu lại, sau đó tập trung hướng dẫn họ cách sử dụng điện thoại. Jaja hỏi vợ của ông lão là người như thế nào. Mọi người dì tai nhau nói rằng vợ ông ấy bị mắc chứng mất trí nhớ. Trước khi qua đời, bà ấy luôn gọi ông lão là chị gái của mình, nhưng bà ấy là một người rất tốt. Số hoa không bán được, bà ấy sẽ đặt trước cửa nhà cho ai đi ngang qua thích thì có thể lấy. Không lâu sau, Sun-woo đã mang đĩa nhạc piano đến cho ông. Chính là bài hát lời cầu nguyện của cô gái mà ông rất thích đó, bảo ông đừng sử dụng băng có chất lượng âm thanh kém nữa. Sun-woo cũng đã bắt đầu tự học chơi đàn piano. Lúc này Jaja bỗng gọi điện đến cho anh, nói rằng đồ skincare của mình đã dùng hết mất rồi, cô muốn Sun-woo mua tặng cho mình. Ngoài miệng thì một câu hai câu không thích, nhưng cơ thể anh lại rất thành thực mà chạy đến bên cạnh Jaja, còn giải thích rằng không phải anh đến để đưa đồ cho cô, mà vì anh cảm thấy nhớ cô rồi. Jaja có hơi sững người lại. Hôm nay trong lúc Jaja đang lên lớp cho Jong-ho, cô cũng nói với anh ta rằng mình đang chuẩn bị cho cậu bé kia tham gia thi đấu, bởi vậy nên cần phải cắt bớt tiết học của Jong-ho. Vẻ mặt hào hứng nói rằng đợi sau khi đạt được giải xong, người đến báo danh đăng ký học chắc chắn sẽ rất đông. Lúc này Jong-ho bỗng buột miệng nói rằng anh không hy vọng nơi này sẽ trở nên đông đúc hơn. Jaja cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau khi ra ngoài, Jong-ho đã bắt gặp cậu bé thần đồng kia. Ngoài mặt cậu ta khẽ mỉm cười, trong lòng không biết lại đang tính toán chuyện xấu xa gì. Bỗng xuất hiện một người bí ẩn đi theo sau Jong-ho. Jaja đang lên lớp cho cậu bé kia. Chỉ một lát sau, ông lão cùng với nhân viên lắp đặt điều hòa cùng tiến vào. Ông nói rằng Sun-woo đã tặng cho mình chiếc đĩa nhạc, nên ông cũng tặng lại điều hòa coi quà đáp lễ. Ống kính lại thay đổi, Ha Yeong đột nhiên từ đâu xông vào, khiến cho bác sĩ cha bị viên thuốc vừa cho vào miệng làm nghẹn suýt ngất. Ha Yeong dùng lực thật mạnh vỗ lưng giúp anh, không dễ dàng gì bác sĩ cha mới bình phục lại được. Sau đó anh đã nói với Ha Yeong việc mình tỏ tình thất bại, còn không quên trích dẫn một câu thoại trong phim một cách rất văn vở, khuyên Ha Yeong rằng nếu không phải là đồ của mình thì dù có làm thế nào cũng không thể giành lấy được. Ha Yeong tức giận nói rằng là do khoảng cách thế hệ hai người là quá lớn. Sau đó Ha Yeong thất tình ngồi trong ca, vừa khóc vừa hát bài tình ca. Seung-ji vô cùng đau đầu,
Cậu không biết rằng đến lúc nào Ha Yeong mới ngó ngàng đến người luôn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy là cậu. Trong khi đó, Gia Gia vẫn rất chăm chỉ lên lớp bồi dưỡng cho cậu bé kia trước thềm thi đấu. Cô đã phát hiện ra rằng cậu bé không thể chơi được những bài có giai điệu nhẹ nhàng. Nguyên nhân là bởi vì cậu bé đã thiếu ký ức về phương diện này. Cô đã gọi cho Sun U và nhờ anh chuẩn bị nguyên liệu làm bánh quy giúp mình. Sun U ngoài miệng thì vẫn tiếp tục từ chối cô, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đem toàn bộ nguyên liệu đến. Ba người họ cùng nhau đi đến nhà của Ha Yeong để làm bánh quy. Sau một hồi lăn lộn cực khổ đã ra lò thành công. Sun U đã đảm nhận trách nhiệm dọn dẹp lại nhà bếp. Sau đó bọn họ lại cùng nhau trải nghiệm môn thể thao yêu thích cậu bé là nhảy dây. Một lát sau, Gia Gia bánh hình trái tim mộng mơ mà Sun U đích thân làm trong lò nướng. Cô đã nhắn tin nói đùa rằng trái tim anh bị cháy mất rồi. Sun U cũng đùa lại trả lời cô rằng là bởi vì bên trong lò nóng quá nên mới bị cháy như vậy. Cả hai người đều quăng điện thoại sang một bên, không dám nhìn vì tin nhắn xến xúa này. Nói chuyện xong, Sun U lại bắt đầu xem lại những bức ảnh chụp chung của bạn mình và Gia Gia trong buổi lễ tốt nghiệp. Hôm đó anh cùng với bạn của mình đã đến xem màn biểu diễn của cô. Bạn của anh đã bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp của Gia Gia. Sau khi kết thúc, Sun U đã giúp hai người họ chụp ảnh chung với nhau. Ấn tượng của anh đối với cô cũng khá đặc biệt. Ống kính lại thay đổi, giám đốc Chu đã nghe ngóng được ở phòng cấp cứu của bệnh viện rằng Sun U đã từng đến đây cùng với một nữ nghệ sĩ đàn piano tên là Gia Gia. Giám đốc Chu vội tìm lại món đồ tặng kèm mà cô đã tặng cho anh ta và nhớ lại cả chiếc túi sách mà anh ta đã nhìn thấy ở nhà của ông lão. Các manh mối liên kết lại với nhau, giám đốc Chu đã hiểu ra tất cả. Phu nhân viện trưởng cùng với bạn của mình đúng là oan gia ngõ hẹp. Người phụ nữ này cũng chính là mẹ của vị hôn phu của Gia Gia. Chúng ta gọi bà ấy là mẹ chồng cũ nhé. Phu nhân viện trưởng đã buột miệng kể về cuộc đời khốn khổ của Gia Gia. Cô còn mở một lớp học đàn piano lấy tên là Học viện Gia Gia ở đó nữa. Trùng hợp chuyện này đã bị vợ cũ của bác sĩ Cha nghe được. Cô ta đã nghe ngóng từ chỗ mẹ chồng cũ của Gia Gia rằng có phải cô đã ly dị rồi hay không. Mẹ chồng cũ kiêu ngạo trả lời rằng là nhà chúng tôi từ hôm trước. Rất nhanh sau đó, vợ cũ của bác sĩ Cha đã tìm đến tận cửa học viện nhạc của Gia Gia. Cô ta không nhìn thấy giáo viên dạy đàn xinh đẹp đâu, ngược lại lại nhìn thấy bác sĩ Cha đang cười đùa rôm rả với một nhóm các bà thím. Sau khi mẹ của Ha Yeong phát hiện ra cô, bà liền bám dính không buông. Vợ cũ của bác sĩ Cha suýt chút nữa đã lại bị ép buộc phải đổi kiểu tóc mới. Lúc này cô đã nghe thấy tiếng đàn du dương truyền đến từ học viện nhạc của Gia Gia, liền theo chân mẹ của Ha Yeong đi sang học viện thông qua cánh cửa bí mật kia. Chỉ nhìn thấy cậu bé này đang luyện đàn một mình, vợ cũ của bác sĩ Cha ngó nghiêng khắp nơi và đã nhìn thấy Gia Gia xinh đẹp trong bức ảnh treo trên tường. Cô ta liền cảm thấy vô cùng quen mắt. Lúc này Gia Gia và Sun U đang cùng nhau đến diện kiến bố của cậu bé thiên tài kia. Bố cậu bé không tin rằng lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy. Nhưng sau khi Gia Gia cam kết sẽ dạy đàn miễn phí cho cậu bé, đồng thời cũng đưa cho anh xem bức ảnh cậu bé với nụ cười tươi rói trên môi khi được chơi piano, người bố cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó Sun U đã bị ông ấy hỏi về thân phận của mình. Anh đã thẳng thừng trả lời rằng mình là chồng của Gia Gia. Hai người cùng nhau mở ra lớp học piano. Sau khi ra về, Gia Gia ngây thơ. Mặc dù không hiểu được tại sao Sun U lại đột nhiên giả danh làm chồng của mình, nhưng cô cũng rất dễ bị lừa. Sun U chỉ nói bâng quơ vài câu, Gia Gia đã không tiếp tục chất vấn anh nữa. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Gia Gia cuối cùng cũng đã có thời gian dạy cho Sun U chơi đàn. Đầu tiên Sun U đã đàn một bài nhạc mà cậu đã tự học được có tên là Niềm vui tình yêu. Gia Gia vừa nghe vừa nhớ lại những lúc hai người ở gần nhau, cuối cùng đã cảm động đến mức rơi nước mắt. Cô đã nói với Sun U rằng cô sẽ đáp ứng một nguyện vọng của anh coi như lời cổ vũ động viên. Sun U lập tức cười nói rằng chúng ta hãy hẹn hò đi. Gia Gia lái xe đưa Sun U đi hóng gió. Trong mắt của Gia Gia, Niềm vui tình yêu là một ca khúc đong đầy sự bi thương. Ca khúc này nói với mọi người rằng niềm vui của tình yêu chỉ là thoáng qua, nhưng nỗi đau của tình yêu sẽ mãi mãi còn ở đó. Sun U nghe vậy lập tức thấy hối hận vì đã đàn ca khúc này. Sau đó hai người ngồi trên cáp treo cùng nhau ngắm cảnh. Sun U nghiêm túc nói với Gia Gia rằng anh đã thích cô mất rồi. Trong những ngày tháng buồn bã chán nản của anh, cô chính là niềm vui duy nhất của anh. Tiếp đó những ngón tay đan chặt lấy nhau, tất cả tình yêu đều đã được dung hòa vào trong nụ hôn ngọt ngào. Lúc này giám đốc Chu lén lút xâm nhập vào trong học viện nhạc của Gia Gia. Anh ta đã phát hiện ra Sun U trong bức ảnh treo trên tường. Sau khi quay trở về học viện nhạc, hai người phát hiện ra trên sàn nhà và cả chân của Mỹ Mi cũng dính đầy bùn đất. Họ lại tưởng rằng Mỹ Mi đã chơi đùa với những chậu cây xanh trong nhà. Hai người ngồi xuống trước cây đàn piano, tay trong tay chơi đàn vô cùng ăn ý. Các nốt nhạc giao hòa với nhau và tình yêu đã lấp đầy căn phòng bé nhỏ. Bên ngoài, giám đốc Chu nghe thấy tiếng đàn, bèn rung đùi đắc ý vì đã tìm lại được Sun U. Anh ta đắc ý gọi điện thông báo cho phu nhân, không ngờ rằng đối phương đã từ chối nhận cuộc gọi. Hóa ra viện trưởng và phu nhân của ông đã đi ngủ từ sớm. Lúc này chuông điện thoại chợt reo lên, đã đánh thức viện trưởng. Phu nhân chột dạ chỉ đành vội vàng tắt máy. Trùng hợp là Jong Ho cũng đã đi đến trước cửa nhạc viện của Gia Gia. Thế là tâm trí của giám đốc Chu bừng tỉnh ngộ. Anh ta tưởng rằng phu nhân không nhấc máy, đã đổi sang một công ty khác để tìm kiếm tung tích của Sun U. Anh ta liền xông đến thô bạo túm lấy cổ áo của Jong Ho, ý đồ muốn đe dọa anh chàng còn đuổi theo anh ta sát nút không rời. Nhưng trong lúc nhất thời không cảnh giác, đã bị Jong Ho nhẹ nhàng hạ gục. Lúc này anh ta phát hiện ra mẹ của Ha Yeong đang tiến lại gần. Jong Ho có chút căng thẳng vội lấy mất điện thoại và ví tiền của giám đốc Chu. Còn mẹ của Ha Yeong đã bị cảnh tượng người đàn ông nằm bất động trên đất dọa cho bay hết hồn vía. Đợi đến khi phu nhân viện trưởng gọi điện cho giám đốc Chu,
người nghe máy đã đổi thành Jong Ho. Phu nhân nóng lòng yêu cầu được gặp mặt anh, nhưng không may đã bị viện trưởng nghe được. Ông vô cùng nghi ngờ, tưởng rằng vợ mình có nhân tình bên ngoài. Trong khi đó, Sun U đang giúp ông lão tưới hoa, Gia Gia cũng mang bữa sáng mình tự làm đến cho ông. Tất cả các nguyên liệu làm kim bạp đều được cắt thành hình trái tim. Sun U ngoài mặt thì chê mùi vị không ngon, nhưng tay lại lấy hết miếng lớn miếng bé bỏ vào miệng. Còn ông lão thì chỉ thích đồ ngọt. Hóa ra những ngày tháng khi ông còn trẻ, ông đã từng yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở tiệm giày mà ông đang làm việc, hai người đã xác định quan hệ với nhau. Một lần cô gái đó đã đặc biệt mang sô-cô-la đến tặng cho ông, nhưng bởi vì để trong túi áo quá lâu nên nó đã bị tan chảy mất. Nhưng ông vẫn rất thích ăn sạch không sót miếng nào. Dù sao đây cũng chính là tấm lòng của cô gái. Câu chuyện ông kể rất thú vị, nhưng Gia Gia vẫn cần phải lên lớp dạy đàn. Cô và Sun U đã nháy mắt ra hiệu tạm biệt nhau, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Sau đó ông lão đã hỏi Sun U rằng, có phải anh đã thú nhận bí mật của mình cho Gia Gia nghe rồi hay không? Dù sao thì việc lừa dối một người tin tưởng mình cũng rất đau khổ. Sun U rơi vào trong do dự. Ống kính thay đổi viện trưởng đã cho gọi tài xế của mình đến, hỏi ông ta rằng có phải vợ của mình đã cắm sừng mình hay không. Nhưng tài xế đã nhận hối lộ của phu nhân, nên rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Viện trưởng phẫn nộ cảnh cáo tài xế rằng, hình như cậu đã quên mất tôi mới chính là ông chủ của cậu. Giám đốc Chu đang nằm ốm liệt giường trong bệnh viện. Bác sĩ Cha nói rằng anh ta vẫn chưa thể hồi phục ý thức. Cảnh sát thông qua việc tài sản của giám đốc Chu đã bị trộm cắp, liền phán đoán rằng đây có lẽ là một vụ cướp thông thường mà thôi. Lúc này Jong Ho đã ăn mặc trịnh trọng, cầm theo một bó hoa đi đến gặp Gia Gia. Gia Gia bất ngờ phát hiện ra bó hoa này giống hệt như bó hoa mà mẹ của Ha Yong đã từng nhận được. Jong Ho còn có ý đồ muốn nắm lấy tay cô. Gia Gia cảm thấy vô cùng sợ hãi. May mà các vị khách quen của tiệm làm tóc đã đi đến. Jong Ho tức giận ném bó hoa xuống đất. Gia Gia vội vàng chạy đến chỗ các vị khách quen của tiệm tóc, nói rằng sẽ hoàn trả lại tiền học phí vào tài khoản của anh ta. Nhưng Jong Ho lại kiên quyết muốn tự mình đến nhận lại. Không lâu sau, Jong Ho đã lại đi đến cửa hàng mỹ phẩm Sun U đang làm việc để gây sự. Thẳng thừng nói rằng Gia Gia đã dùng hết số mỹ phẩm lần trước anh ta đã tặng cho cô. Sun U xông đến túm chặt lấy cổ áo của anh ta, hoài nghi thân phận thật sự của anh ta. Buổi tối Sun U lo lắng chạy về nhà nói với Gia Gia rằng đừng để Jong Ho đến đây học đàn nữa, cũng đừng nhận những món quà của người lạ. Anh còn ngồi vào trong xe của cô, bụng sẽ lái xe đưa cô về nhà. Hai người vui vẻ quyết định sẽ cùng nhau đi hóng gió. Ngày hôm sau, Seung Ji cùng với Ha Yong đang ăn cơm trong nhà ăn. Cậu ta đã hỏi về mối quan hệ của Ha Yong và Gia Gia. Ha Yong nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của mình đối với Gia Gia mấy ngày nay, trong lòng vẫn còn rất căm ghét cô vì đã cướp đi Sun U của mình. Seung Ji đã kêu oan giúp cho Gia Gia, rõ ràng là Sun U đã tỏ tình với cô ấy trước. Vốn dĩ Gia Gia hoàn toàn có thể không cần để ý đến Ha Yong, nhưng mỗi lần ăn chơi nhảy múa đều gọi cô chơi chung. Ha Yong đã phản bác lại rằng chính là bởi vì Gia Gia sẽ không phớt lờ tớ, tớ rất thích cô ấy. Sau khi nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình, Ha Yong thẹn quá hóa giận đứng bật dậy quay người rời đi, nhưng lại không cẩn thận vấp ngã sóng xoài trên đất. Seung Ji nhẹ nhàng giúp cô xử lý vết thương, gò má Ha Yong chợt ửng hồng. Sau đó Seung Ji đã chủ động cõng đưa cô về nhà. Bầu không khí giữa hai người vô cùng ấm áp. Hôm nay Ha Yong đã lại tỏ ra tốt bụng với Gia Gia như trước. Cô ấy đã chủ động tạo kiểu tóc cho cô, nhưng lại buộc tóc đuôi ngựa hai bên như một trò đùa, còn đánh phấn màu xanh cho đôi mắt. Mấy bà cô trong cửa tiệm làm tóc sau khi thấy vậy liền bị xịt keo cứng ngắc. Gia Gia đã mời họ đến làm khán giả để mô phỏng lại cảnh tượng cậu bé thiên tài kia tham gia thi đấu. Cậu bé đã phát huy rất tốt, khán giả nhiệt liệt cổ vũ hoan hô cho màn trình diễn của cậu, đồng thời cũng đã đứng ra chu cấp cho trang phục, kiểu tóc, những vật dụng hỗ trợ khác cho cậu bé đi thi đấu. Lúc này mẹ của Ha Yong đã nhắc đến người vợ cũ đến từ Seoul của bác sĩ Cha. Cô ấy cũng khen cậu bé này đàn rất hay, còn nói hình như đã gặp Gia Gia ở đâu đó. Sau khi vợ cũ của bác sĩ Cha trở về Seoul đã lật tung ngăn tủ lên, cuối cùng cũng đã tìm được tờ rơi quảng cáo. Nhớ lại cô đã từng gặp Gia Gia trong buổi hòa nhạc tốt nghiệp của trường cô. Sau một hồi nghe ngóng khắp nơi, cô ta mới biết được rằng vị hôn phu của Gia Gia chính là bạn của bác sĩ Cha. Đến ngày tham gia thi đấu, cậu bé mặc trên người bộ lễ phục đã xuất phát từ sớm. Jong Ho đã đứng đợi sẵn ở trước cửa với ý đồ xấu xa, nói dối cậu bé rằng Gia Gia đã giao lại nhiệm vụ đến đón cậu bé đi thi đấu cho anh ta. Cậu bé thông minh này đã không bị mắc bẫy, nhưng khi đang lôi lôi kéo kéo với Jong Ho, cánh tay phải của cậu bé đã bị thương, nhưng cậu vẫn không muốn phụ sự kỳ vọng của Gia Gia dành cho mình, nên đã cố ý che giấu đi vết thương trên cánh tay mình. Cuộc thi đã sắp bắt đầu, cậu bé ngồi trước cây đàn piano, dưới sự theo dõi của biết bao nhiêu người, nhưng cánh tay phải của cậu không nhấc lên được, nên chỉ có thể dùng tay trái để chơi đàn. Như thể biết màn trình diễn của mình rất tệ, cậu bé buồn bã bật khóc. Gia Gia ngồi dưới khán đài nhớ lại bố đã từng cổ vũ cho mình, bèn đứng bật dậy vỗ tay cổ vũ cho cậu bé. Người thân và bạn bè đến ủng hộ cậu bé cũng đứng dậy vỗ tay cổ vũ. Một lát sau, bác sĩ Cha đã chẩn đoán rằng cánh tay phải của cậu bé đã bị chật khớp. Cậu bé khóc nức nở và nói rằng sở dĩ mình đã chịu đựng nỗi đau và kiên trì đến cuối cùng là bởi vì sợ rằng cậu biểu diễn không được tốt, Gia Gia sẽ ghét cậu bé. Gia Gia ngược lại lại nhẹ nhàng nói rằng cô sẽ luôn đối xử thật tốt với cậu bé. Buổi tối, Gia Gia và Sun U đã hẹn nhau ngày mai sẽ đi chơi thuyền cùng nhau ngắm cảnh, và Sun U cũng sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện về những gì anh đã trải qua trong cuộc sống của mình. Sau đó, Jong Ho đã mượn điện thoại của người khác rồi gọi điện cho Gia Gia.
mời cô di chuyển xe ra chỗ khác. Sau khi lừa cô đi đến một nơi vắng vẻ đã dùng thuốc khiến cô hôn mê rồi đưa cô đi. Bên này bác sĩ cha đưa cậu bé về nhà và đã nghe ngóng ra được rằng chính là Jong Ho đã khiến cậu bé bị thương. Không lâu sau đó bác sĩ cha đã nhận được điện thoại của Ha Yeong. Jaja mất tích rồi, anh vội vàng quay xe ngược lại cùng với Sun-woo đi tìm Jaja. Rất nhanh Sun-woo đã phát hiện ra điện thoại của Jaja bị rơi trên mặt đất. Anh ấy bảo bác sĩ cha hãy đến nhạc viện để tìm kiếm, còn anh sẽ một mình tắm mưa đi đến chỗ ở của Jong Ho. Trước đó anh đã cảm nhận được rằng Jong Ho là một người cực kỳ nguy hiểm. Anh đã từng lén lút bám theo Jong Ho về nhà của anh. Sau khi vào trong nhà của anh ta, Sun-woo mới bất ngờ phát hiện ra ở đây khắp nơi đều được treo hình của Jaja. Trên tường còn treo cả thẻ sinh viên của cô. Hóa ra vào mùa xuân năm 2019, Jong Ho đã vô tình đụng phải Jaja trên đường và đã xin lỗi cô. Jaja đã quay người lại cười thật tươi và nói rằng không sao đâu. Lần đó Jong Ho đã lấy mất ví tiền của cô và thẻ sinh viên đương nhiên cũng nằm trong đó. Sun-woo đã tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà này và phát hiện ra logo của tổ chức MLM mà anh đã từng gia nhập. Anh lập tức bắt xe xuất phát. Lúc này Jaja đang bị trói trên ghế mới chậm chạp tỉnh lại. Cô vội hét lên cứu mạng nhưng không có bất kỳ ai trả lời lại. Jong Ho có tố chất bệnh thần kinh nói rằng ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đã mỉm cười với tôi, chúng ta mới chính là người tình định mệnh của nhau. Không ngờ cô lại dám hẹn hò cùng người khác. Vậy thì nhất định phải bị trừng phạt. Lúc này Sun-woo rất nhanh đã tìm đến tòa nhà cao tầng của tổ chức MLM. Sau khi Jaja nghe thấy tiếng của anh, liền dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng đã bị Jong Ho không thương tiếc, đá thật mạnh rơi vào hôn mê. Sun-woo đuổi đến nơi nhìn thấy cảnh tượng này phẫn nộ cùng cực. Anh đã lao vào chiến đấu với Jong Ho. Sau một hồi giằng co, Jong Ho đã ngã bất tỉnh nhân sự nằm gục trên bàn. Sun-woo vô cùng lo lắng. Trong khi đó, bác sĩ cha không thu hoạch được gì đã tụ họp lại cùng với mọi người, đồng thời cũng nói rằng Jong Ho chính là kẻ chủ mưu, đã gây ra vết thương trên tay của cậu bé. Sau đó anh lại nhớ đến xe của mình đỗ ở bên ngoài, có khả năng sẽ quay lại được cảnh Jaja bị bắt cóc. Quả nhiên là camera đã ghi lại được toàn bộ cảnh tượng Jaja bị bắt cóc. Ông lão đã lập tức liên lạc với Sun-woo, nhưng lại nhận được tin Jong Ho có khả năng đã hẹo. Rất nhanh xe cấp cứu đã đưa Jaja và Jong Ho đi. Trong khi đó Sun-woo cũng đã ngồi lên xe cảnh sát. Một vị cảnh sát đã từng tiếp đãi phu nhân viện trưởng vừa nhìn đã nhận ra Sun-woo. Anh ta kích động nói rằng đã tìm lại được cậu con trai mất tích của phu nhân rồi. May thay tính mạng của Jaja và Jong Ho đều không gặp nguy hiểm. Mẹ của Ha Yeong thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó Sun-woo cũng đã biết được tin tức này từ chỗ của ông lão. Anh như vừa chút bỏ được gánh nặng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu liên lạc với người nhà. Ông lão nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định gọi cho phu nhân viện trưởng. Nhưng phu nhân đã nhận được tin này từ lâu. Bà đã vội vàng đi đến cục cảnh sát. Ha Yeong và Seung Ji đến hóng chuyện. Trong lúc vô tình đã biết được rằng Sun-woo cùng tuổi với họ. Ha Yeong tỏ ra không thể tin được chuyện này, kích động muốn đem chuyện tuổi tác thật sự của Sun-woo nói lại với Jaja. Seung Ji đã vội vàng ngăn cô lại, cậu lý trí nói rằng chuyện này cứ để đôi tình nhân bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Lúc này phu nhân và cậu con trai Sun-woo của bà cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. Bà lập tức ra lệnh cho Sun-woo phải theo bà về nhà, nhưng Sun-woo vẫn chưa bước ra khỏi nỗi ám ảnh của người bạn thân của anh. Sau khi biết rằng mẹ anh vẫn chưa nói chuyện anh đã bỏ nhà ra đi với bố, anh cảm thấy tức giận vì không thể kháng cự lại bố của mình. Rất nhanh phu nhân đã đi đến học viện nhạc của Jaja. Bà nhìn thấy những đồ vật có đánh dấu Jaja và cũng gặp được cả Mỹ Mi đang chiếm lấy cầu thang làm của riêng nữa. Sau một hồi tranh cãi không đâu với chú cún, bà đã bước sang tiệm làm tóc thông qua cánh cửa nối liền hai nhà và nói chuyện phiếm cùng với mấy bà thím khách quen. Biết được chuyện Sun-woo đã anh dũng đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện Sun-woo đã làm thêm nhiều công việc một lúc để nuôi Jaja, cả việc cậu đã mở lớp học đàn piano cho cô đều là những biểu hiện của tình yêu khiến cho người khác vô cùng ngưỡng mộ. Càng không nói đến chuyện Jaja đã từng ly hôn. Một lúc sau phu nhân đã tìm đến bệnh viện để xác nhận lại thân phận thực sự của Jaja. Bà đã phát hiện ra cô chính là cô gái đã bị con trai của bạn mình từ hôn. Trước khi rời đi, bà đã để lại một khoản tiền và thông tin liên lạc cho Ha Yeong và Seung Ji, bảo bọn họ khi nào Jaja tỉnh lại hãy liên lạc với mình. Hai bạn trẻ vô cùng choáng váng trước logo của tập đoàn SVKF trên tấm danh thiếp. Trong khi đó Sarah tỉnh lại liền vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh để tìm kiếm Sun-woo, nhưng lại bắt gặp giám đốc Chu từ ngữ khí nói chuyện của anh ta. Jaja đã biết được chuyện Sun-woo chính là thiếu gia tập đoàn SVKF, cũng chính là một học sinh cấp 3 vừa bỏ nhà ra đi. Jaja khoác tạm áo của bệnh viện rồi vội vàng chạy ra ngoài, bắt bừa một chiếc xe taxi đi đến đồn cảnh sát. Lúc này Sun-woo vô tội đã được thả ra. Ông lão đã mang đậu phụ giải trừ xui xẻo đến cho anh, nhưng lại bị phu nhân thẳng thừng vứt đi. Sun-woo có ý đồ phản kháng nhưng đã bị đám vệ sĩ lôi đi. Jaja đến muộn một bước chỉ đành bất lực ngồi bên ngoài đồn cảnh sát. Nhận được tin Sun-woo đã quay trở lại Seoul, cô buồn bã ngồi khóc rất thương tâm, tưởng rằng sự chia ly chính là bí mật mà Sun-woo đã giấu mình. Trong khi đó Sun-woo đã lấy lý do là đi vệ sinh và nhân cơ hội tẩu thoát. Phu nhân lập tức ra lệnh cho đám vệ sĩ hãy theo dõi Jaja và ông lão kia. Bà đoán chắc rằng Sun-woo nhất định sẽ đi tìm bọn họ. Buổi tối Sun-woo đang trên đường đi đến học viện nhạc của Jaja, đã bất ngờ gặp được Seung Ji. Cậu ta bảo anh hãy gọi điện thoại báo một câu bình an cho Jaja. Sun-woo đã hẹn gặp Jaja ở bến tàu, nhưng phu nhân đã bất ngờ xuất hiện trước mặt của Jaja và cũng đã nghe ngóng ra được vị trí lúc này của Sun-woo. Vậy là sau khi Sun-woo đi đến bến tàu, phu nhân đã lập tức cho người bắt giữ anh lại.
khiến người ta không ngờ được là viện trưởng cũng đã đi đến bến tàu. San U không kịp nói câu nào đã bị kéo đi một cách thô bạo, chỉ để lại một mình Gia Gia vẫn còn đứng yên ở đó. Một tháng sau, bởi vì giám đốc Chu đã trúng tiếng sét ái tình với mẹ của Ha Yong lúc còn ở bệnh viện, nên đã trở thành khách quen của tiệm làm tóc. Tiếng cười và tiếng chửi bới giữa mẹ của Ha Yong và giám đốc Chu thường bị mọi người trêu chọc là lời tán tỉnh lẫn nhau. Và giám đốc Chu quả thực cũng đã có ý định sẽ định cư ở Kunpo vì mẹ của Ha Yong. Chỉ một lát sau, thời sự đã đưa tin hung thủ của vụ án, thi thể trôi giạt bờ biển kia đã được tìm thấy. Người đó chính là Jong Ho, kẻ đã từng bắt cóc Gia Gia. Giám đốc Chu biết được nhiều thông tin nội bộ thông qua thám tử điều tra. Anh đã kể lại cho mọi người toàn bộ câu chuyện. Nghe nói người đã hẹo là một tên trộm lành nghề, nhưng xui rủi thế nào lại trộm phải chiếc đồng hồ của Jong Ho, nên đã bị hắn ta sát hại trong bồn tắm. Thi thể cũng đã bị thả xuống biển để phi tang. Bên này Gia Gia đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Ha Yong và Seung Ji đứng nhìn cô ở phía xa cũng cảm thấy buồn thay cho cô. Seung Ji cảm thán nói rằng Gia Gia đang đứng nhìn vào con tàu, mà cô không thể cùng với San U lên đó. Lần đó phu nhân của viện trưởng xuất hiện đã khiến cho Sun Gu bị cưỡng ép đưa đi. Đó luôn là nỗi đau đớn trong lòng của Gia Gia. Ha Yong cũng buồn phiền nói rằng Gia Gia càng ngày càng trở nên kỳ quái. Không những ăn rất nhiều mà đột nhiên còn bắt đầu nhảy múa. Gần đây còn bắt đầu thích chơi bài hoa cùng với mẹ của cô. Trong khi đó San U vẫn không liên lạc gì với Ha Yong và Seung Ji. Lúc này anh đang bị đám vệ sĩ giám sát không rời. Bữa ăn hàng ngày sẽ do đích thân mẹ anh mang tới. San U vì muốn phản kháng nên đã bắt đầu tuyệt thực, còn yêu cầu mẹ anh hãy trả lại điện thoại cho anh. Phu nhân không đáp ứng yêu cầu của San U, bà còn tịch thu cả điện thoại di động của gia sư, đề phòng trường hợp San U lợi dụng lúc sơ hở. Sau khi mẹ San U hỏi han về tình hình làm bài tập của anh, giáo viên trước tiên đã phải dành lời khen cho sự thông minh của San U, nhưng sau đó ngữ khí lại thay đổi nói rằng hình như San U chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, não bộ không hề tập trung cho việc học hành. Phu nhân viện trưởng tức giận khó mà nhịn được nữa, đã đứng ở bờ vực của sự bùng nổ. Buổi tối San U đã lén lút đi xuống lầu để nhân lúc đêm hôm khuya khoắt trốn ra ngoài, nhưng đã bị mẹ của anh đang ngồi ở phòng khách bắt gian tại trận. San U nóng lòng nói rằng mong được gặp mặt Gia Gia một lần, nhưng mẹ anh nhất quyết không cho phép. Bà phẫn nộ nói rằng giao du cùng với một người phụ nữ bị người ta từ hôn thật sự là vô cùng mất mặt. Bà cũng cảnh cáo anh rằng nếu như chuyện này bị bố anh biết được thì Gia Gia chắc chắn sẽ không yên. Lúc này San U có chắp thêm cánh cũng không thoát được, lối ra vào duy nhất đã bị khóa không thể mở được. Ngày hôm sau trong học viện nhạc, ông lão đang chơi piano một cách vô cùng điêu luyện. Gia Gia thấy rất vui mừng trước sự tiến bộ từng ngày của ông. Cả hai người thống nhất với nhau sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nhân ngày giỗ vợ ông để dành tặng cho người mình yêu thương. Trên thiên đường, bọn họ lại nhắc đến San U, Gia Gia lại trở nên buồn bã. Bản thân cô lại không biết được độ tuổi thực sự của anh, cũng không biết gì về thân thế của cậu ấy. Nhưng lời của ông lại như đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Ông nói những thứ bên ngoài cũng chỉ phù du mà thôi. San U vừa dịu dàng ấm áp vừa có một nội tâm mạnh mẽ. Cậu ấy đã thể hiện toàn bộ con người mình trước mặt Gia Gia từ lâu. Sau đó ông lão lại kể về chuyện tình trắc trở với người vợ quá cố của mình. Ông chỉ là người giúp việc của một gia đình giàu có. Một lần ông đã phát hiện ra người con gái mình yêu đang đi xem mắt người khác sau lưng ông. Mặc dù cô ấy đã giải thích lại toàn bộ sự việc cho ông, nhưng ông vẫn cảm thấy mặc cảm lần. Chỉ vì điều kiện của đối tượng mà cô ấy xem mắt tốt hơn ông rất nhiều lần. Thế là ông đã hạ quyết tâm sẽ chia tay với cô ấy, nhưng vẫn còn yêu đối phương sâu đậm. Hai tháng sau ông đã trao lá thư tay bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho cô cho chị gái đã thuê ông vào làm. Ông muốn được quay lại cùng với cô, nhưng chị gái kia lại không muốn cô ấy lấy chồng sớm, nên đã đọc thư thay cho cô ấy vì cô không biết chữ, cố ý nói sai địa điểm gặp mặt. Vậy là hai người trong lòng tràn ngập hy vọng đều đã phải ra về trong thất vọng. Ông lão kể từ đó cũng đã tha hương khắp nơi và đã đi đến Kunpo. Câu chuyện còn chưa kể xong, bạn thân của Gia Gia đã đột nhiên xuất hiện. Cô ấy nói rằng người em trai đã mất của cô chính là fan hâm mộ số 1 của Gia Gia, có hình ảnh để chứng minh điều đó. Khi Gia Gia nhìn thấy bức ảnh đó, cô đã phát hiện ra tấm ảnh chụp chung của San U và người em trai của bạn mình. Hai người họ là bạn tốt của nhau. Cô vội vàng hỏi bạn thân của mình xem có biết San U hay không, và đã nhận được câu trả lời rằng San U đã từng đến buổi biểu diễn tốt nghiệp của cô. Ký ức về San U trong đầu Gia Gia như được đánh thức. Cô nhớ lại chàng trai có vẻ nhút nhát đã chụp ảnh giúp cô. Cảnh tượng thay đổi, giám đốc Chu lấy lý do là mình nhát gan, muốn mẹ của Ha Yong cùng anh ta đến bệnh viện. Mẹ của Ha Yong trùng hợp đã gặp lại vợ cũ của bác sĩ cha. Sau vài lời chào hỏi ngượng ngùng giữa hai người, cô ấy liền rời đi tìm bác sĩ cha trước. Trong phòng khám, vợ cũ chất vấn bác sĩ cha về mối quan hệ giữa anh và Gia Gia là gì. Bác sĩ cha cười trả lời rằng cô ấy đã chữa lành cho tôi. Vợ cũ của anh nghe xong liền tức giận bỏ đi. Mẹ của Ha Yong đang đợi bên ngoài lúc này mới nhận ra, hóa ra người phụ nữ này chính là vợ cũ của bác sĩ cha. Cô ấy buồn bã ngả người ra sau đã được giám đốc Chu ôm vào trong lòng an ủi. Sau đó mẹ của Ha Yong lại cảm thấy mình có chút cợt nhả nên đã quay người tránh đi. Giám đốc Chu đau lòng phát hiện ra mình và hình tượng lý tưởng của cô ấy là bác sĩ cha khác biệt quá xa. Ngày hôm sau, Gia Gia nhận được bức thư phu nhân viện trưởng gửi đến. Sau khi đọc xong, cô đau buồn nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Ha Yong ngồi bên cạnh lén đọc trộm, ý thức về công lý bùng lên mạnh mẽ trong cô. Cô đã rủ Seung Ji đến nhà của San U để gây chiến, dạy cho San U đã biệt tích không chút liên lạc, và phu nhân viện trưởng đã bắt nạt Gia Gia một bài học ra trò. Seung Ji đã đồng ý đứng cùng chiến tuyến với cô. Đất Seoul toàn xe hơi nhà lầu hai học sinh trung học từ Kunpo đến,
rất khó có thể thích ứng được với nơi này. Hai người ngồi xe buýt đi đến trước nhà của Sun U. Địa chỉ nhà đương nhiên là giám đốc Chu đã đưa cho bọn họ. Sau khi ấn chuông cửa, hai người liền giới thiệu rằng mình là bạn đến từ Kunpo của Sun U. Phu nhân vừa nghe thấy vậy liền tìm lý do để bọn họ đứng chờ bên ngoài. Sun U ở trên tầng sau khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu đã nhanh chóng nảy số. Anh liền giả vờ ngất đi, ngã sóng xoài trên nền đất. Lúc này Seung Ji đã quyết định sẽ trèo tường đột nhập vào nhà của Sun U. Vừa mới trèo được một nửa đã nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vô cùng chói tai, dọa cho bọn họ phải vội trốn vào một góc. Hóa ra chỉ là báo động giả mà thôi. Lúc này một chiếc xe cấp cứu bỗng đi tới. Hai người nhìn thấy Sun U đang nằm trên cáng được nhân viên y tế khiêng đi. Bọn họ vội vàng đuổi theo Sun U đi đến bệnh viện. Sau đó Seung Ji đã bị ép buộc phải mặc quần áo bệnh nhân của Sun U vào, tạm thời hoán đổi thân phận cho anh. Còn Sun U thì nhân cơ hội này chạy thoát. Buổi tối buổi biểu diễn hòa nhạc piano của ông lão sẽ được tổ chức như dự kiến. Ông đã thành thục biểu diễn ca khúc Lời Nguyện Ước của cô gái. Giai điệu tuyệt đẹp đã gợi lên những miền ký ức đã đóng bụi. Sau khi chia tay với người yêu mình chỉ vì hiểu lầm nhau, một ngày ông đã nghe thấy bản nhạc piano quen thuộc này trước một cửa hàng nhạc cụ. Ông đã đứng lại để thưởng thức. Không ngờ rằng người yêu ông cũng đã bị tiếng đàn này thu hút. Hai người đã gặp lại nhau lúc này. Màn biểu diễn của ông lão đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, một mình Zaza đang thu dọn lại hiện trường. Cô nhớ lại những ngày tháng Sun U vẫn còn ở đây, bản thân cô đã vô âu vô lo như thế nào. Sau đó cô mở bức thư mà phu nhân đã gửi đến cho cô ra. Bản nhạc niềm vui tình yêu đã hiện ra trước mắt cô. Đây chính là bản cuối cùng mà Sun U đã quyết định lấy nó sau khi viết ra vô số bản thảo. Anh nhân lúc mẹ mình không chú ý, anh đã đem bức thư này trộn lẫn vào trong đó, nên mới có thể gửi suy nghĩ của mình đến cho Zaza. Trong lúc Zaza đang chơi piano và nhớ về Sun U, anh đã thực sự xuất hiện trước mặt cô. Sau đó Sun U đã đạp xe đưa Zaza đi xuyên qua màn đêm. Zaza khóc sướt mướt vui mừng vì người yêu mất liên lạc bấy lâu đã đột nhiên xuất hiện. Hai người đi lên đỉnh núi, Sun U đã giải thích cho cô lý do tại sao anh phải nói dối về tuổi của mình. Anh chỉ muốn biểu hiện mình như một người đã trưởng thành trước mặt Zaza mà thôi. Nguyên nhân mà anh bỏ nhà ra đi bắt nguồn từ tai nạn của một người bạn. Zaza an ủi anh, nói rằng đó chỉ là một tai nạn mà thôi, không phải là lỗi của anh. Những lời mà người mình yêu đã khiến cho Sun U như được xoa dịu phần nào. Anh hứa rằng sẽ ở bên Zaza cả đời. Lúc này Seung Ji đang nằm trùm chăn kín đầu, nhất quyết không chịu nói chuyện với ai. Chỉ một lát sau bác sĩ tiến vào để tiêm cho anh. Seung Ji thấp thỏm lo lắng duỗi cánh tay ra. Phu nhân lập tức nhìn ra cánh tay này không giống với tay của Sun U. Seung Ji cuối cùng đã bị bại lộ. Đúng lúc Seung Ji đang bị phu nhân giáo huấn cho một trận, Ha Yong đã đùng đùng xông vào để nói lý với bà. May mà Sun U đã gọi điện cho mẹ để báo một câu bình an. Anh cũng nói rằng mình sẽ ngoan ngoãn quay trở về Seoul. Lúc này Seung Ji và Ha Yong mới thoát được một mạng. Seung Ji đã đem số tiền lúc trước bà để lại trả lại cho bà. Cậu ủng hộ quyết định của Sun U vô điều kiện nhận số tiền này. Trong lòng cậu cắn rứt không thôi. Tính cách chân thành của hai đứa trẻ khiến phu nhân có chút cảm động. Trong khi đó Zaza đang căn dặn Sun U sau khi quay trở về nhà phải thật ngoan ngoãn. Sau đó lấy ra bức ảnh chụp chung của anh và bạn mình, hỏi anh tại sao lại giấu mình chuyện hai người đã gặp nhau từ trước. Hóa ra buổi hòa nhạc tốt nghiệp ngày hôm đó, bạn của Sun U đã từng nói với anh rằng mình cực kỳ thích Zaza, mà lúc đó Sun U cũng đã trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã bị Zaza thu hút, Sun U giữ lấy cánh tay của Zaza rồi từ từ tiến lại gần. Không ngờ Zaza lại đột nhiên quay đi. Trước khi chia tay nhau, hai người đã hẹn ước với nhau rằng sẽ mãi không buông tay. Ngày hôm sau phu nhân lại đến đưa cơm cho Sun U như thường lệ. Không chỉ biết được rằng con trai bà đã chịu ăn uống trở lại, mà còn phát hiện ra cậu đã bắt đầu nghiêm túc học bài. Sun U với thái độ ngoan ngoãn cũng đã nhận lại điện thoại của mình từ chỗ mẹ của anh. Giáo viên phụ đạo cũng đã phản ánh lại với phu nhân rằng tất cả số bài tập về nhà bị thiếu của Sun U cũng đã được nộp đầy đủ, chỉ là cậu ấy đang muốn theo đuổi chuyên ngành toán học thay vì y học. Giáo viên an ủi phu nhân rằng trên chỉ cần chịu khó tập trung học là được rồi, chuyện chuyên ngành sau này lại trao đổi lại là được. Tất cả những việc này đều phải kể công đến việc Sun U đã có thể liên lạc lại với Zaza. Sun U đang cực khổ học tập, thỉnh thoảng sẽ quá sức mà chảy máu mũi, thì cuộc sống của cậu cũng đang dần trở lại quỹ đạo cũ. Một ngày Seung Ji đang dạy cho Zaza cách đi xe đạp, đi được nửa đường đã buông tay ra, không ngờ Zaza đã bị ngã gãy xương. Sun U đã tức tốc chạy đến bệnh viện để thăm cô. Anh đã ở lại đến tận đêm và đã bỏ lỡ mất bữa tối với gia sư của mình. Trong khi đó sau khi tiễn gia sư xong, viện trưởng tức giận nói rằng con trai mình đã đến gặp người phụ nữ từng ly hôn đó đúng không? Xem ra vẫn cần tôi phải đứng ra giải quyết. Rồi, phu nhân đã hoảng sợ ngăn chồng mình lại, nói rằng bà tự có cách của mình. Ngày hôm sau trong tiệm làm tóc, mấy bà thím khách quen biết được chuyện Zaza đã gặp mặt phu nhân viện trưởng. Bọn họ đồn đoán rằng phu nhân có thể sẽ tạt nước vào mặt Zaza giống mấy bộ phim trên TV. Mẹ của Ha Yong đã khuyên mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Thân là những người mẹ của Zaza đứng ra chịu trận giúp cô. Một người dùng ánh mắt đe dọa người mặc áo mưa để che nước cho Zaza. Một người sẽ cầm lấy số tiền phu nhân đưa cho cô. Còn mẹ của Ha Yong sẽ trực tiếp đứng ra đối đầu trực diện với phu nhân. Mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng đã đặt trước để chiếm chỗ. Không lâu sau phu nhân viện trưởng và Zaza cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng cảnh tượng sao hỏa và trái đất va vào nhau như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Phu nhân viện trưởng lấy thân phận là một người mẹ, xin Zaza hãy buông tha cho con trai của mình, để cậu ấy có thể quay trở về quỹ đạo ban đầu. Và Zaza cũng đã thuận theo đồng ý với bà.
Cô cũng lấy ra một tập tiền mặt nhờ phu nhân hãy đem nó trả lại cho Sun U. Phu nhân chỉ đành rút lại tập tiền mà mình định lấy ra đưa cho cô và chấp nhận lời đề nghị của Gia Gia. Bầu không khí hòa bình mang theo buồn bã này khiến những người mẹ nuôi của Gia Gia tràn ngập cảm xúc. Sau khi trở về nhà, mẹ của Ha Yong đã hỏi Gia Gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Gia Gia trả lời rằng mình đã bán đi chiếc xe yêu quý. Đôi mắt cô đỏ hoe cảm khái rằng đời người là như thế sao. Mẹ của Ha Yong đã ôm cô vào lòng đầy thương xót. Ngày hôm sau, Gia Gia đến Seoul để tìm Sun U. Hai người cùng nhau tận hưởng một bữa thịnh soạn, còn mua phụ kiện trang sức ở một sạp hàng ven đường. Ngồi bên bờ sông, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, Gia Gia lưu luyến nhìn chàng trai ngồi trước mặt mình và đưa ra yêu cầu cuối cùng của cô với anh. Cô muốn được đạp xe cùng với Sun U. Sun U đã đứng dậy đi thuê xe đạp. Gia Gia kìm nén để nước mắt đừng rơi. Không ngờ rằng sau khi Sun U quay trở lại, Gia Gia đã không thấy tăm hơi đâu. Cô chỉ để lại một bức thư, trên đó viết rằng hy vọng Sun U sẽ tập trung vào cuộc sống hiện tại, đừng vì chuyện của mình mà lo lắng thêm nữa. Vì vậy Gia Gia đã quyết định chia tay, đợi ngày có thể gặp lại nhau một lần nữa. Gia Gia đã nhắn tin cho Đồ Đồ Son Son La La Son rằng cô và Sun U đã chia tay rồi. Sau khi bác sĩ cha nhìn thấy anh đã đặc biệt ngồi bên đường để đợi Gia Gia, hai người cùng ngồi trên xích đu nói chuyện với nhau. Bác sĩ cha thẳng thắn thừa nhận rằng lần đầu tiên anh gặp cô chính là buổi hòa nhạc tốt nghiệp hôm đó. Lúc đó anh đang kiệt sức vì rơi vào vòng xoáy công việc, mỗi ngày phải nhờ vào uống thuốc mới có thể ngủ ngon. Một người vô cảm như anh bỗng nhiên lại bật cười sau màn trình diễn hoang đường của Gia Gia. Sau đó hai người đã gặp gỡ nhau ở Kunpo. Bác sĩ cha càng ngày càng nhận ra rằng Gia Gia là một người xứng đáng khiến anh thấy biết ơn. Anh bảo cô hãy sống vui tươi trở lại như ngày xưa. Anh cũng tặng cho cô một bó hoa phi yến, một loài hoa có ý nghĩa rằng anh sẽ làm em hạnh phúc. Gia Gia cũng thừa nhận rằng cô đã sớm biết chuyện đó, rằng bác sĩ cha chính là người bạn cô quen trên mạng. Hai người nhìn nhau bật cười. 6 tháng sau, Ha Yong và Seung Ji đã cùng nhau quỳ trước mặt mẹ mình, nhưng hoàn toàn không phải là vì thừa nhận đang yêu nhau, mà bởi vì hai người đã cùng nhau đưa ra một bản kế hoạch kinh doanh, muốn mẹ mình hãy lấy số tiền để dành làm học phí học đại học ra, đầu tư cho bọn họ khởi nghiệp. Trong khi đó, Sun U đến bệnh viện khám sức khỏe, đã nghe thấy vị hôn phu cũ của Gia Gia nhắc đến chuyện bác sĩ cha chuẩn bị tái hôn, nhưng điều khiến anh vô cùng ngạc nhiên là cô dâu lại chính là Gia Gia. Vậy là Sun U đã vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Bên trong nhà thờ tràn ngập giai điệu chúc mừng, dưới sự chứng kiến của ông lão, bác sĩ cha và Gia Gia đang trao nhẫn cưới cho nhau. Hai người khoác tay nhau bước ra khỏi lễ đường. Đột nhiên Sun U xông vào trong lễ đường, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, anh đã nắm lấy tay Gia Gia kéo cô rời khỏi nơi này. Lúc này vị hôn phu cũ của Gia Gia và vợ cũ của bác sĩ cha cũng đã lái xe đi đến hiện trường, nhưng lại nhìn thấy Sun U đang kéo Gia Gia chạy như bay. Vị hôn phu cũ của cô không khỏi cảm thán rằng cuộc đời của Gia Gia thật là đặc sắc. 6 tháng trước, Ha Yong và Seung Ji đã nói kế hoạch khởi nghiệp với mẹ của mình. Hai người muốn cùng nhau mở một công ty tổ chức tiệc cưới có tên là Happy Wedding. Hai người đều rất lạc quan về triển vọng phát triển của công ty. Rất nhanh công ty đã định cư ngay bên cạnh học viện nhà của Gia Gia. Tiếp thị sớm chính là chìa khóa quan trọng nhất. Chụp ảnh cưới trọn gói của các cặp đôi là điều bắt buộc. Ha Yong hóm hỉnh mỉm cười nói rằng cô có thể tìm được người đóng vai cô dâu, chú rể. Vậy là bác sĩ cha và Gia Gia đã bị kéo vào làm lao động khổ sai. Nhưng tư thế chụp ảnh và biểu cảm của họ đều rất gượng gạo. Buổi chụp ảnh quảng cáo diễn ra không thuận lợi lắm. Thấy vậy, Ha Yong và Seung Ji đã đứng ra thị phạm cách tạo dáng cho hai người. Họ xem, bầu không khí xung quanh hai người rất ngọt ngào. Bác sĩ cha và Gia Gia bị ép phải ăn cẩu lương. Sau đó, bức ảnh chụp quảng cáo đã được đăng lên các trang mạng xã hội. Vị hôn phu cũ của Ha Yong đã trùng hợp nhìn thấy, kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Sun U ngồi gần đó đã nghe thấy chuyện này. Anh cau mày tức tốc chạy đến hội trường tổ chức hôn lễ. Cảnh tượng lại thay đổi, người dẫn chương trình cũng chính là giám đốc Chu đã tuyên bố bắt đầu buổi lễ. Gia Gia khoác tay bác sĩ cha tiến vào lễ đường. Đám đông reo hò vỗ tay vô cùng hào hứng. Cùng lúc đó, cảnh quay này cũng đã được phát sóng trực tiếp trên mạng. Vào lúc cô dâu chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau, Ha Yong cũng đã đăng tải địa chỉ đặt mua nhẫn cưới lên trang web. Cô phấn khích đôi tay như múa trên bàn phím. Đúng lúc này Sun U đã đột ngột xông vào, anh không chút do dự cướp mất cô dâu Gia Gia. Mọi người đang theo dõi livestream đã bị thu hút bởi tình tiết đột phá của drama này, nhao nhao bình luận rằng video quảng cáo này chỉ là một trò đùa. Seung Ji đành phải bất đắc dĩ ấn nút tắt phát sóng trực tiếp. Bóng dáng Sun U và Gia Gia kéo nhau bỏ chạy đã bị vị hôn phu cũ và vợ cũ của bác sĩ cha nhìn thấy. Vị hôn phu cũ có vẻ rất bất ngờ trước đời sống tình cảm vô cùng đặc sắc của Gia Gia, còn vợ cũ của bác sĩ cha chỉ vội đi tới gặp chồng cũ của mình. Trong khi đó, Gia Gia phát hiện ra chiếc xe yêu quý mà cô đã bán đi hiện giờ lại đang thuộc quyền sở hữu của Sun U. Hai người lái xe đi đến bên bờ biển. Sun U cũng đã biết được chân tướng sự thật cái được gọi là hôn lễ và đọc được cả những bình luận mà mọi người nói về anh, người cuối cùng của hôn lễ. Sau đó hai người họ đi chân trần nô đùa trên bãi biển. Sun U dịu dàng ôm Gia Gia vào trong lòng mình và biểu đạt nỗi nhớ nhung của mình thông qua nụ hôn nồng cháy. Buổi tối, bác sĩ cha vợ cũ của anh cùng với vị hôn phu cũ của Gia Gia đang ngồi tụ tập ở bên ngoài. Kể từ sau khi vị hôn phu kia bỏ rơi Gia Gia, anh ta chưa từng ngừng đi xem mắt. Bác sĩ cha thẳng thắn nói rằng sự thờ ơ của anh ta đối với Gia Gia khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét. Vợ cũ của anh ngồi bên cạnh đã đề nghị đến thăm nhà của anh. Không ngờ rằng bác sĩ cha lại vô cùng sốt ruột lập tức phản đối. Sau khi trở về nhà, bác sĩ cha nhìn mâm cơm đã nấu xong trên bàn, cùng với lời nhắn đầy yêu thương được gắn trên đó.
đã rất muộn rồi, nhớ hâm nóng lại canh rồi hãy uống nhé. Bác sĩ Cha nhìn vào trong phòng ngủ khẽ mỉm cười, anh nhớ lại đoạn nói chuyện của mình với Gia Gia. Ngày đó sau khi anh đã thừa nhận tất cả với Gia Gia, rằng mình không phải là người bạn quen qua mạng của cô, hai người đã cùng nhau đi đến cửa hàng bán đàn piano để tìm ra danh tính thực sự của người đã tặng cây đàn piano đó cho Gia Gia. Không ngờ rằng cửa hàng piano đó đã được chuyển đi để nghiên cứu kỹ hơn về chuyên môn. Vậy là họ đã giao lại nhiệm vụ này cho Giám đốc Chu. Giám đốc Chu nhân cơ hội đã đề xuất ý tưởng về ở chung nhà với bác sĩ Cha, mục đích là để có thể ở gần mẹ của Ha Yong hơn. Bác sĩ Cha không kịp suy nghĩ đã bị ánh mắt thành khẩn cầu xin của Gia Gia đánh bại. Giám đốc Chu đã thành công chuyển vào sống cùng với bác sĩ Cha. Lúc đầu bác sĩ Cha còn cảm thấy không quá hài lòng với bạn cùng phòng của mình. Nhưng sau khi được thưởng thức những món ăn thơm ngon hấp dẫn do chính tay giám đốc Chu nấu, thái độ của anh đã lập tức thay đổi. Lúc này San U và Gia Gia đã quay trở lại học viện nhà của cô. Gia Gia tò mò rằng chiếc xe yêu quý của cô tại sao hiện giờ lại thuộc quyền sở hữu của San U. Việc này bắt đầu từ lúc San U nhận được số tiền mà Gia Gia đã trả lại cho anh. Vốn dĩ lúc nhận được tiền, tâm trạng của San U vô cùng tồi tệ, nhưng không ngờ bên trong phong bì lại tìm thấy một tờ hợp đồng mua bán xe cũ, khiến anh giờ khóc giờ cười. Gia Gia bất cẩn lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Ngày hôm sau, trong khi đó giám đốc Chu đã đến tìm ông chủ cửa hàng piano, bác sĩ Cha còn ân cần tiễn anh ra đến tận cửa, sau đó lại lẩm bẩm rằng như kiểu đang nói tạm biệt với vợ của mình vậy. Rất nhanh giám đốc Chu đã nghe ngóng được từ chỗ ông chủ cửa hàng rằng người đã tặng đàn piano cho Gia Gia chính là ông lão. Gia Gia mang tâm trạng kích động chạy đến vườn hoa của ông, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy ông lão đang nằm sấp trên đất. Cô vội vàng đưa ông đến bệnh viện. Không lâu sau, con trai của ông cũng đã tìm đến bệnh viện. Gia Gia cũng đã đem chuyện ông lão bị ngất nói lại cho San U biết. Cô cũng nói với anh rằng ông lão chính là người bạn qua mạng Đồ Đồ Son Son La La Son. Không may rằng con trai ông đang định bán luôn căn nhà của bố mình. Tiệm làm tóc và học viện nhà của Gia Gia cũng sẽ không biết phải đi đâu về đâu. Mọi người tụ họp lại một chỗ để cùng nhau lên kế hoạch. Mọi người gợi ý Gia Gia hãy tìm lại người thư ký cũ của bố cô để mượn tiền ông ta. Và nhiệm vụ quan trọng nhất là lấy được thông tin liên lạc của ông ấy lại rơi vào tay giám đốc Chu. Anh ta đã đề xuất một cách khéo léo rằng tận dụng cơ hội để đổi lấy 3 lần được ăn tối cùng với mẹ của Ha Yong, coi như là cách để khấu trừ thù lao của anh ta. Mẹ của Ha Yong chợt sững người, sau đó bà kiêu ngạo đưa cho anh ta 3 chiếc thìa. Hai bên giao dịch thành công, giám đốc Chu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Rất nhanh anh ta đã tìm được thư ký cũ của bố Gia Gia, còn chụp lại ảnh để làm chứng. Các bà thím phát hiện ra rằng thư ký ăn mặc rất lịch sự sáng loáng, rất có khả năng ông ta đã lấy được tài sản của bố Gia Gia để lại. Cuối cùng mẹ của Ha Yong đã cử Ha Yong đi cùng với Gia Gia để thương lượng với ông ta. Ha Yong và Gia Gia cùng nhau đi lên thủ đô Seoul. Hai người trốn vào trong góc quan sát tình hình, phát hiện ra ông ta đang gian gian díu díu với một cô gái ở trong xe. Ngay sau đó đạo diễn hô cắt, bọn họ mới phát hiện ra đây là phim trường. Thư ký đã đưa hai người họ đến một nhà hàng. Ông ta giải thích nguyên nhân mất liên lạc với Gia Gia là vì trong lúc đang ngồi trên du thuyền chụp ảnh, không cẩn thận đã làm mất điện thoại. Còn về việc tại sao lại đột nhiên lấn sân làm đạo diễn thì đó là do ông muốn theo đuổi ước mơ và sự tự tin vào ngoại hình cũng như kỹ năng diễn xuất của mình. Sau đó thư ký cũ của bố Gia Gia đã rút ra một sấp tiền từ máy rút tiền. Ông ta nói rằng bây giờ năng lực kiếm tiền của ông ta có hạn nên chỉ có thể đưa cho Gia Gia từng đây mà thôi. Gia Gia cảm động nước mắt lưng tròng. Ha Yong chứng kiến cảnh tượng cảm động này, đương nhiên đã nhận định ông ta là một người tốt. Trong khi đó Seung Ji đã nói cho San U biết tin con trai của ông lão đang chuẩn bị bán học viện nhà của Gia Gia đi. San U vội vàng đi cầu xin mẹ mình hãy cho mình đến Kumpu. Khi đến phòng bệnh thăm ông lão, San U đã gặp được bác sĩ Cha. Hiếm khi hai người có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. San U đã nhờ bác sĩ Cha hãy giấu chuyện tung tích của mình với Gia Gia. Dù sao anh cũng đã hứa với Gia Gia rằng sẽ không phân tâm trước kỳ thi đại học. Hôm nay Ha Yong cùng Seung Ji đã phát hiện ra có rất nhiều người đã xem livestream về buổi tổ chức hôn lễ của họ, thậm chí còn có người đang nhờ tư vấn về việc tổ chức đám cưới ở dưới bình luận. Hai người kích động ôm chầm lấy nhau, sau đó bọn họ hưng phấn đem tin tức này nói cho Gia Gia biết. Cùng lúc đó mẹ của Ha Yong cũng lớn tiếng tuyên bố rằng bác sĩ Cha đã mua lại căn nhà của ông lão. Mọi người vô cùng vui mừng. Cảnh tượng lại thay đổi, San U đang cẩn thận chọn nhẫn đôi. Lúc này một cô gái xinh đẹp tên là Ga Yong đã gọi anh lại. Khác với sự nhiệt tình của cô gái, biểu cảm của San U lại vô cùng hời hợt, lạnh nhạt. Trên trường học Ga Yong luôn thích làm những chuyện vặt vãnh để thu hút được sự chú ý của người bạn đã khuất của San U. Vì ví dụ những hành động trẻ con như cướp đồ uống, đánh tennis. Cô ấy cũng muốn cùng với bạn của mình theo học toán tại MIT hoặc Stanford. Lúc này Ga Yong đang chất vấn San U tại sao lại không thực hiện thỏa thuận sẽ đi du học với bạn như đã hứa, cùng với việc tại sao lại chọn ở bên một người phụ nữ bình thường. Cô ta hiển nhiên đã xem được video livestream buổi tổ chức hôn lễ kia. Đối mặt với những câu hỏi tới tấp của Ga Yong, San U lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ga Yong lại đột nhiên nói rằng người cô thích là San U, chứ không phải người bạn đã khuất kia. Tất cả những gì cô ta làm chỉ là vì muốn thu hút được sự chú ý của San U. Lúc này trong học viện nhạc của Gia Gia, Gia Gia đã chỉ ra rằng Seung Ji đang yêu thầm Ha Yong. Bị nhìn thấu tâm tư, Seung Ji đã giật mình phun hết nước ép trong miệng ra. Bên tiệm làm tóc lúc này đang xảy ra một vụ khiếu nại. Nữ khách hàng cương quyết đổ lỗi cho việc mình xem mắt thất bại là do kiểu tóc của cô ta. Quyết yêu cầu mẹ của Ha Yong phải bồi thường cho mình. Mẹ của Ha Yong vẫn kiên nhẫn thương lượng với cô ta bằng giọng nói rất dễ nghe.
Không ngờ Ha Yong lại không thể chịu được việc mẹ mình lại xấu xa như vậy, nên đã tự lấy tiền của mình ra để trả lại cho khách, sau đó đuổi cô ta rời đi. Mẹ của cô đã quay sang dạy dỗ cô rằng, tiền không phải tự nhiên rơi từ trên trời xuống, nếu như không có bà hy sinh lòng tự trọng của mình, thì sao có thể nuôi cô lớn như bây giờ được chứ? Ha Yong vừa tự trách nhưng cũng rất tức giận, nhịn cục tức đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Không may là giám đốc Chu cũng đã đi đến tiệm làm tóc tìm mẹ của cô, bất ngờ nhìn thấy những giọt nước mắt lan dài trên má Ha Yong. Vậy là anh ta đã đề nghị sử dụng quyền lợi được ăn cơm cùng với mẹ của Ha Yong. Giám đốc Chu đã dùng dao cắt những quả trứng luộc thành hình trái tim. Sau khi mẹ của Ha Yong nhìn thấy, tâm trạng liền trở nên hòa hoãn hơn. Hai người cùng nhau nói đến chuyện của bác sĩ cha. Giám đốc Chu nói rằng anh ta không có chút đề kháng nào với những món ăn ngon. Một lần giám đốc Chu phát hiện ra rằng cơm canh và thức ăn mà mình làm chỉ còn lại có một chút. Anh ta không khỏi thở dài nói rằng bụng bắp bác sĩ cha quả là một cái hố không đáy. Trong khi đó bác sĩ cha phát hiện ra hộp thuốc của mình không thấy đâu nữa. Anh đoán rằng có lẽ là đã rơi trên xe của vợ cũ từ lần trước gặp nhau. Anh vội vàng gọi điện cho vợ cũ của mình, nhờ cô tìm giúp mình. Chỉ một lát sau, vợ cũ của anh quả nhiên đã phát hiện ra hộp thuốc bị rơi ở trên xe. Viên thuốc bên trong khiến cô vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhờ vị hôn phu cũ của Gia Gia kiểm tra xem thành phần thuốc là gì. Anh ta chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với bác sĩ cha, vô cùng nghi ngờ có phải anh đã mắc chứng bệnh nan y nào đó hay không. Chiều tối, Seung Ji cuối cùng cũng đã tìm thấy Ha Yong đang bỏ nhà ra đi. Anh đưa cho cô một túi đựng toàn bia, bảo cô hãy mang chúng về nhà để an ủi tâm hồn đã bị tổn thương của mẹ cô. Lúc này mẹ của Ha Yong cũng đang lục tìm giáo dục tiền sản ở khắp nơi. Bà đã cùng với Gia Gia nói lại chuyện cũ. Mẹ của Ha Yong vừa bước sang tuổi 20 đã mang thai Ha Yong. Chồng bà đã bỏ trốn một mình, bà phải đi đến cửa hàng bán băng đĩa, nhờ âm nhạc mới có thể lấy lại dũng khí, chuẩn bị thật tốt cho vai trò là một người mẹ đơn thân. Nỗi thương cảm chỉ là nhất thời, mẹ của Ha Yong lại đứng dậy để chuẩn bị nấu món yêu thích cho con gái của mình. Ta Gia liền gọi điện cho Ha Yong, nói rằng mẹ cô đang chuẩn bị một bữa rất thịnh soạn. Ha Yong nghe vậy liền vội vội vàng vàng quay trở về nhà. Trên bàn ăn, mọi người vừa nghe âm nhạc, vừa thưởng thức bữa ăn ngon lành, bầu không khí vô cùng ấm cúng. Ngày hôm sau, kỳ thi của Sun U cũng đã kết thúc. Anh vội vàng chạy đến hẹn hò với Gia Gia, nhưng được nửa đường đã bị Ga Yong chặn lại, bởi vì xe của Ga Yong đang cản trở trật tự giao thông. Anh không thể không ngồi lên xe đi cùng cô ta. Nhưng sau khi uống cốc cà phê đối phương đã chuẩn bị sẵn xong, anh liền chìm vào giấc ngủ. Còn Gia Gia lúc này vẫn đang ngồi trong nhà hàng kiên nhẫn đợi Sun U xuất hiện. Trong khi đó ở Cung Pu, lúc Ha Yong đang giúp Gia Gia dọn dẹp phòng ốc, cô bất ngờ phát hiện ra chiếc hộp ước nguyện của mình và Seung Ji. 10 năm trước hai đứa trẻ đã viết ước nguyện của mình lên giấy rồi bỏ vào trong hộp và cũng đồng ý rằng sẽ tặng quà cho người thực hiện được tâm nguyện của mình. Đến nay Ha Yong dùng sức phá bỏ chiếc hộp, phát hiện ra tâm nguyện của mình chính là được kết hôn cùng với một anh bạn học nào đó hồi cấp 1, còn tâm nguyện của Seung Ji chính là được yêu đương với cô. Màn đêm buông xuống, Seung Ji đột nhiên gọi điện thoại đến cho Ha Yong, nhờ cô đến tiệm làm tóc để cắt tóc giúp mình. Ha Yong mang theo vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đến nơi đúng như đã hẹn. Ha Yong bất ngờ phát hiện ra căn phòng tràn ngập bóng bay nhiều màu sắc, cùng với băng rôn có chữ anh yêu em trên màn hình lớn. Màn hình bắt đầu trình chiếu video mà Seung Ji đã chuẩn bị. Video đã ghi lại từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau dù là nhỏ nhất. Ha Yong đã bị tấm lòng của đối phương làm cho cảm động. Cô lại gần thổi tắt ngọn nến trên bánh kem, đồng nghĩa với việc hai người chính thức ở bên nhau. Sau đó Ha Yong đã nhẹ nhàng hôn lên má của Seung Ji, miệng nói rằng đây chính là món quà vì cậu đã thực hiện được tâm nguyện. Bên này Gia Gia vẫn đang thẫn thờ ngồi chờ Sun U đến. Cô cũng đi đến tận nhà cậu để xem tình hình thế nào. Sau khi nhìn thấy Ga Yong vừa đưa Sun U về nhà và đang chuẩn bị rời đi, Sun U đã phát hiện ra sự tồn tại của Gia Gia, lập tức bật công tác độc mồm độc miệng. Đầu tiên là buông lời chế giễu Gia Gia, sau đó là yêu cầu cô hãy chia tay với Sun U. Gia Gia kìm nén nỗi buồn nói rằng cô sẽ không làm như những gì mà cô ta nói. Ngày hôm sau, thành phần trong thuốc mà bác sĩ cha đã được kiểm định ra, vị hôn phu cũ của Gia Gia nói rằng đó chỉ là vitamin mà thôi. Vợ cũ của bác sĩ cha cảm tạ trời đất vì anh vẫn khỏe mạnh, nhưng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Sau những gì mà mình đã trải qua, đột nhiên hai người nhìn thấy chàng trai đã kéo Gia Gia trốn khỏi buổi lễ kết hôn đang đi vào trong phòng của viện trưởng. Vị hôn phu cũ chợt nhớ lại rằng cậu ta chính là con trai của viện trưởng, liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Dù sao thì cậu ta cũng đang hẹn hò với vị hôn phu cũ của mình. Vợ cũ của bác sĩ cha đã gợi ý anh ta hãy đem chuyện này nói với mẹ của mình. Dù sao thì anh ta cũng là con trai cưng của mẹ cơ mà. Ống kính lại thay đổi, Ha Yong và Seung Ji biết được tin Sun U có lẽ đang lừa dối Gia Gia từ chỗ của cô. Vì muốn xác nhận lại tính xác thực của tin tức này, họ đã lại tìm đến giám đốc Chu dùng sự khiêu khích để bảo giám đốc Chu hãy điều tra việc này miễn phí. Không lâu sau, giám đốc Chu và đàn em của mình đã đi, phát hiện ra khi đang theo dõi Sun U và Ga Yong. Sau khi hai người đàn ông to lớn núp sau tấm biển quảng cáo tí hon, tự lừa mình dối người rằng sẽ không ai nhìn thấy, nhưng đã bị Sun U bắt ngay tại trận. Anh cho rằng giám đốc Chu đến theo dõi anh là vì đã nghe theo sự chỉ thị của mẹ mình. Lúc này Gia Gia tâm trạng bồn chồn không yên dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ cha, định bụng rằng sẽ nghe Sun U giải thích rồi mới đưa ra quyết định. Trong khi đó, giám đốc Chu đã đem ảnh chụp được Sun U đang đi cùng với Ga Yong bày ra trước mặt của Ha Yong và Seung Ji. Ha Yong tức giận khó mà kiềm chế được, muốn đích thân hỏi nguyên nhân tại sao Sun U lại thay lòng đổi dạ như vậy. Giám đốc Chu nở một nụ cười nham hiểm,
Nếu từ góc độ của một người đã từng trải, thì trên đời này căn bản không có tình yêu vĩnh cửu. Không ngờ rằng cuộc nói chuyện giữa mọi người đã bị Gia Gia nghe thấy. Cô nhìn thấy người mình yêu đang đi cùng với người con gái khác, tâm trạng không thể bình tĩnh lại được. Đột nhiên Sun U đã gọi điện thoại đến, anh đã hẹn gặp mặt cô ở nhà hàng. Sau khi Gia Gia đến nơi, cô ngồi xuống đối diện Sun U nở một nụ cười gượng gạo, nhưng sau đó trái tim đầy kỳ vọng của cô đã hoàn toàn tan vỡ. Trước lời đề nghị chia tay của Sun U, cô đau đớn nước mắt rơi xuống nhưng không thể giữ được trái tim của một người đã muốn rời đi. Sun U bước ra khỏi nhà hàng nhìn Gia Gia đang khóc đầy đau đớn bên ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn kiên quyết quay người rời đi. Ngày hôm sau, ngoài trời mưa như chút nước, phu nhân viện trưởng nhìn con trai mình đang tự nhốt mình trong phòng mà bất lực. Còn Gia Gia thì lại ngồi thẫn thờ trước cây đàn piano và nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của mình và Sun U. Chỉ một lát sau, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt cô. Đột nhiên một cuộc điện thoại từ quốc tế gọi đến, Gia Gia đã nhận ra đó chính là giáo viên dạy piano trước kia của mình. Cô như tìm lại được chỗ dựa tinh thần vững chắc, cô ấm ức khóc chút hết nỗi lòng. Sau khi biết được cô gái đang chuẩn bị về nước, cô còn đặc biệt xin tin tức chuyến bay định đến sân bay đón cô. Ngày cô giáo của Gia Gia quay trở về nước, Gia Gia đã bất ngờ gặp lại Sun U ở sân bay. Không ngờ rằng Ga Yong lại xuất hiện bên cạnh của Sun U. Khiến người ta phẫn nộ hơn là Sun U lại giả vờ như không nhìn thấy Gia Gia, thản nhiên bước sóng qua vai của cô cùng với Ga Yong đi ra nước ngoài. Gia Gia chịu phải đả kích vô cùng lớn, lẩm bẩm tên của Sun U trong miệng. Ngoài cánh cổng lên máy bay, Sun U nói lời tạm biệt với Ga Yong và sự thờ ơ của Sun U đối với Gia Gia, cùng với dáng vẻ thân mật của anh với Ga Yong, tất cả đều chỉ là anh đang giả vờ mà thôi. Anh dường như có chuyện gì khó nói. Phía bên kia của sân bay, Gia Gia đã đón được cô giáo của mình. Cô đã rơi nước mắt vì vui mừng. Sun U lúc này đang đứng từ phía xa quan sát Gia Gia. Chỉ một lát sau, Gia Gia đã đưa cô giáo của mình đến học viện nhạc. Cô giáo cũng đã biết được Gia Gia đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau lòng. Từ việc bố cô qua đời, ân nhân phải nhập viện đến việc phải chia tay người yêu. Cô giáo liền cổ vũ Gia Gia hãy giải bày tâm trạng của mình thông qua tiếng đàn. Những giai điệu buồn bã vang lên từ đầu ngón tay của Gia Gia. Cô giáo cũng rất đồng cảm với cô nên đã ôm cô vào lòng. Sau đó, trong sự chào đón nồng nhiệt của những bà thím khách quen của tiệm tóc, mẹ của Ha Yong đã tạo một kiểu tóc đặc biệt chào mừng đến với cung pu cho cô giáo của Gia Gia. Buổi tối, Gia Gia đã bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng của mình với cô giáo. Cô tò mò rằng nếu như không có sự giúp đỡ của bố mình, thì cô giáo có còn đồng ý dạy cho một người có thiên phú tầm thường như cô không? Cô giáo đã nghiêm túc nói về sự đặc biệt, không giống ai của Gia Gia. Nhạc của cô có thể tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Năm đó, chồng của cô giáo làm ăn thất bát. Cô giáo cảm thấy vô cùng thất vọng, chính tiếng đàn của Gia Gia đã khiến cho cô giáo lấy lại được nụ cười. Sau đó, cô giáo đã mời Gia Gia đến học cao học tại trường đại học mà cô đang giảng dạy, đồng thời cũng có thể làm trợ giảng cho cô. Ta gia định bụng sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Sau khi bác sĩ cha từ chối để vợ cũ của mình đến thăm nhà, sự nghi ngờ rằng anh đang mắc bệnh nặng của vợ cũ càng lớn hơn. Cô nghi ngờ người đàn ông này có khi nào đang giấu giếm em nào trong nhà hay không. Vậy là cô đã định đến nhà bác sĩ cha để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ rằng người mở cửa lại là một người đàn ông lực lưỡng, đang mặc một chiếc tạp dề đỏ chót. Giám đốc Chu bưng đồ ngọt lên hệt như một người phụ nữ đoan trang, còn dùng dăm ba câu đe dọa vợ cũ của bác sĩ cha. Sau đó lại đưa danh thiếp gia định bụng quảng cáo để thu hút thêm khách hàng, nhưng đã bị bác sĩ cha ngăn lại. Bác sĩ cha lấy lại được hộp thuốc của mình từ chỗ vợ cũ. Anh từ chối lời hẹn ăn tối của vợ cũ với lý do đã có hẹn với người khác. Thực ra chính Gia Gia đã hẹn bác sĩ cha ra ngoài để thảo luận xem có nên ở lại học viện nhạc của mình hay không. Nơi này chứa đựng rất nhiều những hồi ức tốt đẹp của cô và Sun U, nhưng điều này cũng khiến cô cảm thấy đau đớn hơn. Vào lúc Gia Gia đang do dự, bác sĩ cha đột nhiên nói rằng người mua lại ngôi nhà này không phải anh ấy mà là Sun U. Hóa ra để có thể giành lại học viện nhạc từ tay của con trai ông lão, Sun U đã không chút do dự mà đồng ý với mẹ mình rằng sẽ theo học ngành y. Phu nhân viện trưởng đã nhờ bác sĩ cha đứng ra mua lại căn nhà đó. Sau một hồi phân tích tỉ mỉ của bác sĩ cha, Gia Gia đã phát hiện ra nguyên nhân mà Sun U chia tay với mình đã trở nên vô cùng phức tạp và khó hiểu. Trong khi đó, vợ cũ của bác sĩ cha đang lo lắng rằng Gia Gia sẽ quay sang yêu chồng cũ của mình sau khi chia tay với Sun U, nên đã giao cho giám đốc Chu nhiệm vụ theo dõi bác sĩ cha. Đúng lúc hai người đang thảo luận về chuyện tiền cọc, Gia Gia và bác sĩ cha mang theo tâm trạng hoang mang đi tới. Gia Gia thành khẩn cầu xin giám đốc Chu hãy nói cho cô biết sự thật về những bức ảnh xác nhận Sun U có lừa dối cô hay không. Giám đốc Chu không còn cách nào khác, đành phải nói ra sự thật về việc Sun U đã yêu cầu anh ta chụp những bức ảnh giả. Anh ta cũng nói rằng có vẻ như Sun U đã gặp vấn đề gì đó nên mới buộc phải chia tay với Gia Gia. Ống kính lại thay đổi Sun U đang thu dọn hành lý của mình. Phu nhân viện trưởng nhìn anh khóe mắt cay cay. Hóa ra lần trước Sun U không hề cố ý bỏ lỡ cuộc hẹn với Gia Gia. Anh rơi vào hôn mê khi ngồi trên xe của Ga Yong và đã được cô ấy đưa về nhà. Sau đó viện trưởng đã phát hiện ra rằng Sun U đang mắc căn bệnh bạch cầu mãn tính. Họ an ủi Sun U đang hoang mang rằng nhất định cậu sẽ không xảy ra chuyện vì không muốn kéo Gia Gia đi xuống cùng với mình. Sun U đã quyết định dứt khoát chia tay với cô. Lúc này phu nhân nghẹn ngào nức nở nói với Sun U rằng đợi sau khi bình phục cậu có thể hẹn hò với Gia Gia. Đối với bà mà nói, Sun U chính là món bảo bối mà bà trân quý nhất. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, trong lòng hai người đều tràn đầy nỗi lo lắng về một tương lai mờ mịt. Gia Gia nhìn bức ảnh mà giám đốc Chu đã chụp được, liền cảm thấy chiếc áo khoác ngoài mà Sun U đang mặc có chút quen mắt.
cô chợt nhớ ra mình đã gặp anh vào mùa xuân năm 2019. Lúc đó cô đã quyết tâm phải lấy được ly nước ép dưa hấu duy nhất còn sót lại trong cửa hàng, nhưng không ngờ đã bị người con trai xếp hàng phía trước mình lấy đi mất. Gia Gia vội hét lên không được sau khi nhận ra mình có chút thất lễ. Gia Gia chỉ đành lộ ra một nụ cười gượng. Người con trai ấy chính là Săn U cậu đã đưa lại ly nước ép dưa hấu cho Gia Gia. Cô vô cùng cảm kích không ngờ lúc trả tiền mới phát hiện ra ví tiền đã bị mất từ lúc nào. Săn U phóng khoáng nói rằng mình sẽ trả tiền giúp cô. Hóa ra lần đó đã bắt đầu chuỗi ngày nợ nần của mình. Gia Gia nhớ lại tất cả tha thiết muốn đi gặp Săn U, nhưng cô không biết số điện thoại mới của Săn U. Sau khi biết được tin Săn U sắp đi du học từ chỗ trường luyện thi mà anh theo học, cô vội vội vàng vàng chạy đến nhà của Săn U. Lúc này Săn U đã ngồi lên xe rời khỏi nhà. Gia Gia trùng hợp đã chạy lướt qua xe của anh. Gia Gia tuyệt vọng bước đi trên đường, đi ngang qua quán nước nơi cô gặp Săn U lần đầu tiên. Lúc này cô mới phát hiện ra quán nước tên là Đồ Đồ Son Son La La Son. Cô mới nhận ra rằng Săn U mới chính là ân nhân của mình. Sau khi Gia Gia để lại tin nhắn với nhiều cảm xúc lẫn lộn cho Săn U trên mạng, không ngờ rằng Săn U đã thực sự đi đến quán nước. Săn U nói rằng mình đã trúng tiếng yêu với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau lần đầu tiên gặp nhau trong quán nước, anh vẫn thường xuyên ghé qua đây hy vọng có thể gặp lại cô một lần nữa. Nhưng anh đã gặp lại Gia Gia tại buổi biểu diễn tốt nghiệp. Không ngờ rằng bạn thân của mình lại bày tỏ trước rằng cậu ấy rất thích Gia Gia. Săn U chỉ có thể chôn giấu tình yêu của mình vào sâu trong đáy lòng. Sau đó Gia Gia đã bị từ hôn. Săn U đã bảo cô hãy đến cung púp. Hai người đã bị trói buộc vào nhau một cách bất đắc dĩ sau vụ đụng xe trên đường. Khi cô đến, tình yêu trong anh dần lớn lên. Còn về chiếc đàn piano, ông lão biết rất rõ về quá khứ của Săn U và Gia Gia, nên mới cố ý nhận mình chính là Đồ Đồ Son Son La La Son. Sau đó Săn U và Gia Gia đã hẹn sẽ gặp mặt nhau. Ban đầu anh định sẽ đi cùng ông lão, nhưng lại bị giám đốc Chu phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Săn U lại nói rằng mình không hy vọng Gia Gia tìm ra thân phận thực sự của anh, chỉ vì anh muốn đi đến một nơi thật xa. Anh không muốn Gia Gia bị trói buộc bởi những ký ức trong quá khứ. Săn U cuối cùng vẫn không thể buông bỏ Gia Gia. Anh bảo mẹ hãy cho mình thời gian 2 ngày để có thể cùng với Gia Gia quay trở lại học viện nhạc, cùng với mọi người tổ chức một bữa tiệc cuối cùng. Màn đêm dần buông xuống, Săn U hỏi Gia Gia về hình phạt mà cô phải nhận vì không nghiêm túc tập piano khi cô còn nhỏ. Ngoài việc bị đánh vào tay đút ăn xô, cô la còn có. Gia Gia đã đích thân thị phạm cho anh thấy. Cô bỗng kiễng chân lên ôm chặt lấy Săn U, bắt chước giọng nói của cô giáo chỉ cần bước qua thời khắc đau khổ nhất, nhất định sẽ nhận được một kết quả ngọt ngào. Sau đó Săn U đề nghị mong muốn được Gia Gia gội đầu cho mình, giống như khi hai người gặp lại nhau ở cung pu, chỉ khác là lần này người phục vụ là Gia Gia mà thôi. Gia Gia thấy vô cùng kinh ngạc, chính là không được bao lâu mà Săn U đã chuẩn bị được nhẫn đôi. Anh tận tay đeo vào tay của Gia Gia, hy vọng cô vĩnh viễn sẽ không tháo nó xuống. Đêm khuya Săn U ôm Gia Gia đang ngủ say trong lòng, anh ngắm nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình, tâm trạng vô cùng nặng nề. Rất nhanh ngày ly biệt đã đến, Săn U đã lấy lý do là đi du học. Hai người ôm chặt lấy như lời tạm biệt trước giờ lên máy bay. Trước khi rời đi, Săn U đã thầm quyết định và thề rằng nhất định sẽ có một ngày anh gặp lại Gia Gia. Không lâu sau, kênh độc quyền của học viện nhạc Gia Gia đã được ra mắt trực tuyến. Săn U nằm trên giường bệnh đã gửi tin nhắn chúc mừng cho cô. Từ đó việc làm ăn của học viện cũng ngày một lên hương. Gia Gia khoe với bạn cùng phòng rằng cô ấy đang chuẩn bị mua một cây đàn piano thứ hai. Sát vách bên đó, mấy bà thím đang cảm thán rằng Gia Gia và Săn U trong thời gian yêu nhau, mặc dù mỗi người một nơi nhưng không hề bị chia cắt. Mẹ của Ha Yong chỉ cười hi hi nói rằng mỗi ngày bọn họ đều nói chuyện đến cháy cả máy, cái điện thoại cũng sắp nổ đến nơi luôn rồi. Quả nhiên hai người đang yêu nhau không có lúc nào là rời khỏi cái điện thoại, dường như có một cây cầu tình yêu đã được bắc qua nó. Săn U lúc này vẫn đang phải chiến đấu với bệnh tật. Anh bảo Gia Gia hãy hát ru mình ngủ để có thể nhận được sức mạnh qua giọng nói của người con gái mình yêu. Hôm nay mới sáng sớm, bác sĩ cha đã thông báo cho Gia Gia một tin, ông lão đã tỉnh lại rồi. Cô vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện thăm ông lão. Trước đó ông lão đã nhận được một chiếc đĩa CD mà Săn U tặng. Đền ơn đáp nghĩa chính là nguyên tắc sống của ông. Đó chính là lý do tại sao ông lại tặng cho Gia Gia một cây đàn piano với danh nghĩa của Săn U. Gia Gia đã đưa bức thư mà Săn U đã để lại cho ông. Sau đó bác sĩ cha nói rằng Săn U đã nhờ anh ấy chăm sóc cho Gia Gia. Nhìn thấy Gia Gia lại vui vẻ trở lại như trước kia, còn có thể khoe khoang với mình và Săn U về mọi thứ mà cô có, anh có thể yên tâm được rồi. Gia Gia cũng ngày càng trở nên đảm đang tháo vát. Hai mẹ con Ha Yong sau khi trở về nhà đã phát hiện ra cô đang nghiêm túc làm sushi. Ba người họ trong lúc vô tình đã nhắc đến Săn U. Ha Yong đã bị thồn cho một đống cơm chó. Gia Gia cũng vô tình nói rằng Ha Yong cũng đang có bạn trai đó thôi. Ha Yong đã vội vàng bịt miệng cô lại, nhanh chóng đánh trống lảng để đánh lừa mẹ của mình. Ba người họ thương lượng về việc sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc vào lễ Giáng sinh và Gia Gia lên kế hoạch sẽ cầu hôn Săn U. Không lâu sau, Gia Gia đã bắt tay vào việc quay video dạy Săn U đang ở bên kia đại dương chơi nhạc. Họ dự định sẽ tay trong tay cùng nhau chơi bài nhạc này. Gia Gia cũng đã nhờ cậu bé và bác sĩ cha chuẩn bị một bài hát để thể hiện tài năng của mình trong buổi lễ hòa nhạc. Trong sự kỳ vọng của tất cả mọi người, rất nhanh đã đến lễ Giáng sinh. Các bạn bè thân thiết của Gia Gia đều tụ tập lại cùng nhau trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương thơm của thức ăn và không khí náo nhiệt của lễ hội. Họ chờ đợi sự xuất hiện của Săn U. Tuyết bay bay trên bầu trời, Săn U đã đến muộn mất rồi. Anh đã gửi tin nhắn cho Gia Gia nói rằng bão tuyết đã khiến cho chuyến bay bị hoãn lại. Anh cũng bảo cô hãy dùng video luyện tập mà anh đã chuẩn bị thay cho người thật.
để biểu diễn. Dưới sự bất lực, Gia Gia chỉ đành tuyên bố buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Bác sĩ Cha là người biểu diễn đầu tiên, sức hút tỏa ra bốn phía khiến người vợ cũ của anh mê mẩn. Ca khúc vừa kết thúc, vợ cũ của anh còn đứng bật dậy cổ vũ rất nhiệt tình. Sau đó cậu bé thiên tài bắt đầu biểu diễn phần của mình. Tốc độ tay đáng kinh ngạc và kỹ thuật khéo léo của cậu đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Bố của cậu bé cũng cảm thấy rất tự hào về con mình. Ca khúc cuối cùng được thể hiện bởi Gia Gia và video luyện tập của Sun U. Những giai điệu vui vẻ đọng lại trong hội trường buổi lễ, từng cảnh tượng ấm áp chậm rãi hiện ra trong tâm trí của Gia Gia. Biểu diễn kết thúc, ông lão người biết rõ tất cả chân tướng sự thật đã khóc như mưa. Mọi người bên cạnh cũng đều bị tấm chân tình của Gia Gia và Sun U làm cho cảm động. Rất lâu trước đó, ông lão đã biết được tin Sun U mắc phải căn bệnh bạch cầu từ chỗ của anh. Theo yêu cầu của đối phương, ông buộc phải giữ bí mật chuyện này với Gia Gia. Buổi hòa nhạc kết thúc, Gia Gia quay trở lại học viện đã mới được bài trí lại, nói với chú cún Mỹ Mi đã được hóa trang thành ông già Noel về những mong đợi của cô đối với sự xuất hiện của Sun U. Không ngờ rằng phu nhân viện trưởng đã đột nhiên xông vào, vẻ mặt của bà mang theo vẻ bối rối, không đầu không đuôi nói ra những lời không chút mạch lạc nào. Gia Gia đột nhiên ý thức được rằng có khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra với Sun U. Quả nhiên phu nhân cuối cùng đã nói trong nước mắt rằng Sun U mắc bệnh nặng không thể nào quay trở lại học viện nhạc được nữa. Gia Gia không thể tin được rằng Sun U cứ như vậy mà rời xa trần thế. Nhưng sau khi cô biết được rằng đoạn video trình diễn tối nay đã được quay cách đây một tháng, cô đã khóc không thành tiếng khi cầm chiếc cốc uống trà đôi và bức thư viết tay Sun U đã để lại. Trên tay, những người biết tin Sun U đã qua đời đều vô cùng đau buồn. Hai mẹ con Ha Yeong ôm chầm lấy nhau bật khóc. Seung Ji nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Sun U và cả tình địch cũ bác sĩ Cha cũng khóc vì thương tiếc cho chàng thanh niên còn quá trẻ. Còn Gia Gia thì ngồi khóc rất thương tâm một mình trên đỉnh núi. Trong thư, Sun U đã nói Gia Gia hãy quên anh đi để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng một chữ tình đã khắc sâu tận xương cốt. Làm sao Gia Gia có thể nói quên là sẽ dễ dàng quên được chứ? 5 năm sau, rất nhiều dụng cụ hỗ trợ học chơi đàn piano và những chiếc cúp đã được thêm vào học viện nhạc của Gia Gia. Sự thay đổi lớn nhất chính là có thêm một em bé. Mỹ Mi cũng được nâng cấp trở thành dì. Sau khi Gia Gia nói chuyện điện thoại cùng với bố của em bé xong, cô liền vui vẻ bước ra ngoài. Trong nhà của mẹ Ha Yeong, đôi vợ chồng Ha Yeong và Seung Ji lại đang cãi nhau. Nhưng sau khi Gia Gia ôm em bé vào trong nhà, bọn họ liền vội vàng ngừng cãi vã lại. Seung Ji của đứa bé đã ôm con gái mình đi vào phòng khách. Đôi vợ chồng trẻ đang gặp rắc rối, mọi người đã vội vàng khuyên bảo. Trên bàn ăn tràn đầy tiếng cười vui vẻ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Gia Gia nói rằng mình cảm thấy rất vinh dự khi được gia nhập vào đại gia đình này. Mọi người cũng khen ngợi Gia Gia đã rất cố gắng để trở thành một giáo viên dạy piano nổi tiếng nhất ở Kungpu, thật sự rất giỏi. Cô cũng đã khai thác được một viên ngọc quý chính là cậu bé thiên tài. Bây giờ cậu bé ấy đã đi đến nước Đức, chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Mẹ của Ha Yeong có chút đau buồn khi nhắc đến sự ra đi của Sun U cùng với ông lão. Bà nói với Gia Gia rằng không cần phải quên hết mọi thứ. Dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của mọi người, Gia Gia đã cao giọng đọc to lời chúc rượu, nâng ly cảm ơn tất cả những ngày tháng tốt đẹp. Trong khi đó, sự theo đuổi không ngừng nghỉ của vợ cũ suốt 5 năm qua cuối cùng cũng đã khiến bác sĩ Cha cảm động. Anh đã tặng cho cô một chậu cây, nói rằng sau này sẽ cùng nhau chăm sóc chậu cây này. Đôi vợ chồng bất hòa cũng đã trở thành đẹp đôi, hai người thâm tình ôm chặt lấy nhau. Ngày hôm sau, Gia Gia đang ngồi đàn ca khúc piano thuộc về riêng một mình Sun U, trong lòng lại không ngừng nhớ đến đối phương. Đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện bên ngoài học viện nhạc của cô, chính là Sun U đã quay trở lại rồi. Anh nhanh chóng chạy về phía cô rồi lại đột ngột dừng lại bên ngoài cánh cửa, chỉnh lại quần áo đầu tóc, sau đó vừa hồi hộp vừa háo hức đẩy cửa bước vào. Gia Gia không dám tin vào mắt mình, trố mắt nhìn thẳng vào anh. Cô lại dùng sức dụi mắt để nhìn cho thật rõ, sau đó kích động xà vào trong lòng Sun U. Đôi tình nhân trải qua bao thăng trầm cuối cùng cũng đã được ở bên nhau. Trên đỉnh núi, Gia Gia giơ nắm tay nhỏ bé đầy yêu thương của mình về phía Sun U, ấm ức chất vấn anh tại sao lại không quay lại sớm hơn. Sun U mỉm cười trìu mến nói rằng anh phải rất nhẫn nại, chờ đến ngày hoàn toàn bình phục mới được chứ. Nhớ lại thời điểm đó bệnh tình của anh trở nên tồi tệ hơn, anh mới nói dối Gia Gia rằng mình đã về với các cụ rồi, không ngờ rằng cuối cùng đã trị được bệnh. Dưới sự chứng kiến của muôn vàn ánh sao đêm lấp lánh, bọn họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khóa chặt nửa đời còn lại vào với nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.